Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 119. Sư phụ yên tâm đi, ta đã hoàn toàn chinh phục tâm ma của mình, không sợ tâm ma kiếp. Dương Bách Xuyên bị sư phụ mắng, ngược lại yên tâm hơn rất nhiều, bắt đầu mạnh miệng. Ngươi! Ầm 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 rắc rắc. Cửu ngũ đến, chuyên tâm độ kiếp, Vân Thiên Tà nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một lôi kiếp nhỏ bằng ngón tay đánh xuống, nhếch miệng cười nói, nhỏ như vậy, có lẽ không cần lo. Còn chưa dứt lời, hắn đã há hốc mồm, bởi vì đây chỉ là lôi kiếp đầu tiên, ngay sau đó là thứ hai, thứ ba. Trăm cái ngàn cái vô số lôi kiếp từ trong kiếp vân điên cuồng giáng xuống. Lôi điện vô cùng khổng lồ, mỗi cái giống như rễ cây, rất nhiều. Chui ra từ trong kiếp vân. Dương Bách Xuyên biến sắc, lại thấy ở chính giữa vô số lôi điện nhỏ như ngón cái, một lôi điện thô to như thùng nước xuất hiện, các lôi điện nhỏ liên tiếp tụ lại trên lôi điện thô to kia. Chưa từng nhìn thấy lôi kiếp như vậy. Độ kiếp thường là từng cái rơi xuống, mỗi cái có phẩm cấp khác nhau. Nhưng lôi kiếp cửu ngũ chí tôn này lại như rễ cây của một gốc cổ thụ che trời, liên tục chui ra từ trong kiếp vân. Khủng bố hơn là diện tích của nó cực kỳ lớn, chiếm khoảng mấy ngàn mét. Lôi kiếp có diện tích lớn như vậy, thật sự quá dọa người. Lôi kiếp thứ năm cửu ngũ chí tôn vừa xuất hiện, cách mấy ngàn mét, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy một luồng uy áp đáng sợ, làm hắn hít thở không thông. Đừng nói Dương Bách Xuyên, cho dù là chín đại thánh chủ và vô số cao thủ cũng cảm thấy rất áp bách. Quan trọng hơn diện tích của lôi kiếp phía chân trời quá khổng lồ, khoảng hơn 1.000 mét vuông, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy lôi kiếp lớn như vậy. Vô số khán giả đứng xem nhanh chóng lùi ra xa mấy ngàn mét để tránh bị lan đến. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cảm thấy da đầu tê dại, rất muốn trốn vào trong không gian hồ càn khôn. Nhưng sư phụ từng nói, một khi đại thiên kiếp đã bắt đầu chỉ có hai loại kết quả. Loại đầu tiên, lôi kiếp đánh chết người độ kiếp rồi mới có thể biến mất. Loại thứ hai, trừ khi vượt qua lôi kiếp mới có thể biến mất. Cho dù trốn trong khe hở không gian cũng có thể bị đuổi theo. Cho nên trốn cũng vô dụng, đành phải gắng gượng chống đỡ. Nhìn thấy vô số lôi kiếp đánh xuống, Dương Bách Xuyên cắn răng chuẩn bị liều mạng. Điên cuồng vận chuyển thần thông, hóa thành người khổng lồ cao hơn trăm mét, vận chuyển mệnh tinh âm dương, mệnh tinh thần tượng xuất hiện, tay cầm kiếm đồ long, gọi ra thủy mạc kính thiên hình thành lớp phòng ngự đầu tiên. Mệnh tinh âm dương vừa xuất hiện, lôi kiếp lớn nhất cũng đã đến. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên thúc giục giao long châu, hình thành lớp phòng ngự thứ hai. Kết ấn kim cang bất động ấn, bổ sung vào pháp tướng. Phù văn trên chuông đông hoàng lập lòe. Bao phủ lên pháp tướng, cánh cửa u đô cũng lơ lửng ở phía sau. Những thứ có thể dùng đều dùng đến. Dù sao hắn cảm thấy uy lực của lôi kiếp cửu ngũ chí tôn thật sự không giống bình thường, làm không tốt hắn thật sự sẽ bị lôi kiếp đánh hồn phi phách tán. Ầm ầm ầm. Cuối cùng lôi kiếp cửu ngũ chí tôn cũng đánh xuống lớp phòng ngự đầu tiên thủy mạc kính thiên. Thủy mạc kính thiên chính là bảo bối của song đầu xà nên Dương Bách Xuyên cũng không biết rõ tác dụng của nó, dù sao sau khi luyện hóa hắn chỉ biết sau khi thúc dục có thể hình thành thế giới giả tưởng vây nhốt kẻ địch ở trong đó, cũng có thể phòng ngự. Uy lực bất phàm. Rắc rắc. Ngay sau đó thiên hỏa cũng bị lôi điện dập tắt. Nhưng vừa mới tiếp xúc, thủy mạc kính thiên đã nứt vỡ, bị lôi điện đánh dập nát. Lúc này lôi điện chiếm diện tích hơn 1.000 mét đã đánh xuống pháp tướng của Dương Bách Xuyên. Trong mắt những người đứng xem đằng xa, Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn bị vô số lôi điện cắn nuốt. Chỉ trong chớp mắt, thủy mạc kính thiên và thiên hỏa đều bị lôi điện đánh nát. Dương Bách Xuyên gầm lên cầm kiếm ngăn cản, dùng hết tất cả lực lượng để phòng ngự. Cả thế giới đều là lôi điện, hắn muốn tấn công cũng không có mục tiêu, đành phải chọn phòng ngự. Dùng hết sức thúc giục hai mệnh tinh, phù văn chuông đông hoàng tăng phòng ngự lên cực hạn, cánh cửa u đô nhắm thẳng vào lôi điện lớn nhất, muốn hấp thu vào trong. Ngay sau đó dưới sự lôi kéo của mệnh tinh thần tượng, Dương Bách Xuyên vận chuyển lực lượng đến cực hạn muốn cắn nuốt lôi điện chủ thể kia. Có hiệu quả nhưng lại cực kỳ chậm. Cùng lúc này, phòng ngự trên người hắn cũng bắt đầu biến mất. Dưới lôi kiếp, chuông đông hoàng biến mất,
pháp tướng cũng biến mất. Cánh cửa U Đô cũng không trụ được mà biến mất. Lôi điện đánh thẳng vào thân thể. A! Dương Bách Xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giống như vô số kim đâm, như bị núi cao đè ép. Từ thân thể đến linh hồn, cảm giác như muốn phân tách biến mất. Ầm! Vô số tiếng sấm đánh xuống Dương Bách Xuyên, mấy ngàn mét đại địa xung quanh bị cuốn theo, hình thành một cái hố sâu khoảng một cây số. Dương Bách Xuyên vô cùng thống khổ, cuối cùng cũng biết tại sao lôi kiếp thứ 5 lại gọi là cửu ngũ chí tôn. Bởi vì vô số lôi kiếp thật nhỏ quay xung quanh lôi điện chủ thể, giống như cửu ngũ chí tôn hoàng đế dẫn quân muốn tiêu diệt kẻ địch, quân đến đại địa, bẻ gãy nghiền nát. Uy áp của nó quá khủng bố, làm người hỏng mất, luồn sâu vào linh hồn, không thể thở nổi. Dương Bách Xuyên cắn răng giữ vững tỉnh táo. Từ trong ra ngoài của cơ thể bị lôi kiếp xuyên qua trăm ngàn lần. Trong muôn vàn thống khổ, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng khiêng được, không biết từ khi nào, âm thanh của lôi kiếp biến mất, lôi điện vô tận cũng biến mất. Lôi kiếp thứ 5 cửu ngũ chí tôn cũng trôi qua. Nằm trong hố sâu cả cây số, ngoại trừ ý thức còn ở, Dương Bách Xuyên phát hiện hình như thân thể của mình đã bị lôi kiếp phá hủy. Gian nan mở mắt, kiếp vân trên trời vẫn còn tồn tại. Dương Bách Xuyên biết kiếp vân không biến mất, chứng tỏ hắn còn chưa chết, tiếp tục độ kiếp. Bên ngoài, Vạn Linh Thánh Mẫu vui sướng khi người gặp họa, nói, tiểu tử họ Dương này chết thẳng cẳng. Vân Trường Sinh tức giận, thả ra sát ý, trừng mắt nhìn Vạn Linh Thánh Mẫu. Không chỉ Vân Trường Sinh, ngay cả Hiên Viên Hoàng Đế và Diệu Tiên đều trừng mắt nhìn qua. Mặc dù những người khác không biểu hiện ra mặt nhưng lại có chút phản cảm Vạn Linh Thánh Mẫu. Hiện tại Dương Bách Xuyên đang độ kiếp, các tu sĩ chưa từng gặp qua thiên kiếp này, được mở mang tầm mắt, có ích trong việc tìm hiểu thiên đạo. Những người có mặt ở đây đều là đại lão cảnh giới phi thăng đại viên mãn, nhưng thì sao chứ? Còn không phải chưa phi thăng tiên giới sao? Thành tiên đắc đạo là mục tiêu của mỗi một tu sĩ. Cho dù tu luyện đến cảnh giới phi thăng đại viên mãn thì sao chứ, ánh sáng tiếp dẫn chưa đến, không thành tiên được. Phi thăng không lên tiên giới được, đành phải đợi ở tu ghỉa giới. Muốn phi thăng phải cảm ứng được ánh sáng tiếp dẫn. Muốn cảm ứng được ánh sáng tiếp dẫn thì mỗi tu sĩ cần phải tìm hiểu sâu rộng về thiên đạo, mỗi một tu sĩ tu luyện đến cảnh giới phi thăng đại viên mãn đều coi như đứng đầu tu chân giới, nhưng cần phải hiểu được ánh sáng tiếp dẫn. Dương Bách Xuyên độ thiên kiếp cửu cửu, đây là một cơ hội rất tốt để bọn họ tìm hiểu thiên đạo. Có khi sau lần độ kiếp này của Dương Bách Xuyên chính là cơ hội thành tiên của bọn họ. Lúc này bọn họ đều hy vọng Dương Bách Xuyên có thể thuận lợi độ kiếp, làm mọi người xem hoàn chỉnh hiện tượng thiên văn của thiên kiếp cửu cửu, hiểu được thiên đạo. Bị mấy đôi mắt nhìn, Vạn Linh Thánh Mẫu cũng có chút chột dạ, quay đầu sang chỗ khác. Lúc này Thánh Chủ Đao Chủng nói, lôi kiếp thứ 5 trôi qua, kiếp vân chưa biến mất, Dương Bách Xuyên còn sống. Thánh Chủ Đao Chủng lên tiếng hóa giải không khí xấu hổ, ngay sau đó mọi người lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên độ kiếp. Nơi độ kiếp đã bị lôi kiếp bổ ra một hố to cả cây số, vô cùng chấn động. Mặc dù không nhìn thấy Dương Bách Xuyên, nhưng kiếp vân trên trời chưa biến mất chứng tỏ Dương Bách Xuyên còn sống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vân Trường Sinh dùng linh thức dò xét. Ngay sau đó Vân Trường Sinh chấn động. Nhìn thấy một thi thể cháy đen như than nằm đó, nói là thi thể bởi vì nằm ở đáy hố không hề nhúc nhích. Vân Trường Sinh phát hiện sinh cơ của Dương Bách Xuyên vẫn còn, chứng tỏ hắn còn sống. Trong tình huống này, hắn cũng không thể vọt vào phạm vi độ kiếp để cứu Dương Bách Xuyên, trong lòng sốt ruột, kiếp vân trên trời còn đang ấp ủ lôi kiếp, điều Vân Trường Sinh có thể làm được là gọi Dương Bách Xuyên tỉnh lại. Tiểu sư đệ, nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Vân Trường Sinh kêu gọi Dương Bách Xuyên. Chấm. Thật ra ý thức của Dương Bách Xuyên còn tồn tại, không rơi vào hôn mê sâu, nhưng thân thể lại bị lôi đình đè ép mất chi giác. Lúc đại sư huynh kêu gọi hắn, hắn nghe được, muốn trả lời lại phát hiện không thể phát ra âm thanh. Trong lòng cười khổ, lần này chơi lớn. Cũng may ý thức vẫn còn, nói cách khác nguyên thần của hắn còn hoàn hảo. Như vậy là đủ rồi. Lập tức điều động nguyên thân bắt đầu phục hồi cơ năng của thân thể. Sau đó lấy ra một giọt nước sinh mệnh, dùng ý niệm khống chế rót vào trong miệng.
Sau khi ăn xong nước sinh mệnh, sinh cơ cường đại nổ tung trong cơ thể, thân thể bị lôi kiếp đánh hỏng bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Thân thể dần dần có chi giác, hơi tê dại ngứa ngáy, Dương Bách Xuyên biết nước sinh mệnh bắt đầu phát huy tác dụng. Sau khi thân thể phục hồi một chút, Dương Bách Xuyên thử nói chuyện. Đại sư huynh, ta không sao, ta đang phục hồi chi giác. Vân Trường Sinh nghe thấy Dương Bách Xuyên trả lời, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thu hồi linh thức. Dù sao lôi kiếp vẫn chưa tan, hắn cũng không dám quấy nhiễu quá nhiều, cũng chỉ thầm cầu nguyện tiểu sư đệ có thể vượt qua thiên kiếp cửu cửu. Chấm. Tác dụng của nước sinh mệnh rất cường đại, lực lượng sinh cơ còn mạnh hơn trước kia, không ngừng chữa trị từ trong ra ngoài cơ thể của Dương Bách Xuyên. Cảm giác thân thể được chữa trị ổn rồi, Dương Bách Xuyên thử vận chuyển công pháp, thúc giục tử phủ. Thật ra tử phủ không bị gì, chỉ là sau khi thân thể bị lôi kiếp đánh hỏng, kinh mạch bị hao tổn, sau khi chữa trị kinh mạch thì có thể dùng vòng cổ tử phủ. Sau khi vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, hai mệnh tinh tử phủ vận chuyển tự nhiên, 10 đại sao trời cũng bắt đầu vận chuyển, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này Dương Bách Xuyên phát hiện sau khi bị lôi kiếp đánh, mỗi một chỗ trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng lôi kiếp. Dương Bách Xuyên thúc giục phụ tinh đại biểu cho lôi điện, ngay sau đó lôi điện trong cơ thể như tìm được nhà, tất cả chạy ồ ạt về phía phụ tinh lôi điện. Năm đó ở Kim Đan Kỳ, lúc độ tiểu thiên kiếp đã diễn sinh ra phụ tinh lôi điện và 9 phụ tinh khác. Sau khi hợp thể, đan điền thăng cấp hóa thành tử phủ, diễn sinh ra mệnh tinh âm dương, thập đại phụ tinh vần quanh hình thành không gian tử phủ hoàn chỉnh. Thật ra mỗi một ngôi sao đại biểu có thể hấp thụ một loại lực lượng trong thiên địa, bây giờ đang có các lực lượng lôi điện, phong vân, ngũ hành, âm, dương, không gian. Sau khi hấp thu xong, thân thể của Dương Bách Xuyên khôi phục càng nhanh. Lúc này lôi kiếp lại bắt đầu rền vang, hiển nhiên lôi kiếp thứ 6 sắp buông xuống. Đúng lúc này, sư phụ Vân Thiên Tà lên tiếng, tiểu tử thối, chuẩn bị sẵn sàng, lôi kiếp thứ 6 là lục cửu thiên hỏa kiếp. Sau khi đối phó xong lôi kiếp thứ 6, khảo nghiệm thân thể sẽ kết thúc, thiên kiếp thất cửu, bát cửu và cửu cửu là khảo nghiệm nhằm vào đạo tâm. Bây giờ đang ở thời kỳ quan trọng, qua cửa này, con sẽ có hy vọng vượt qua thiên kiếp cửu cửu trong truyền thuyết, thành tựu sau này có thể đuổi theo tổ sư ra mà chúng ta chưa từng gặp. Sư phụ, thiên hỏa kiếp vượt qua kiểu gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Còn vượt qua kiểu gì nữa, chỉ có thể chịu đựng thôi. Thiên hỏa đốt cháy nguyên thần và thân thể, kiên trì chịu nổi, thân thể và nguyên thần của con sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Còn tăng đến trình tự nào phải xem tạo hóa của con, ghi chép trong bút ký của tổ sư gia về lục cửu thiên hỏa kiếp cũng không nhiều. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, nói như chưa nói. Rắc rắc. Đúng lúc này, cuối cùng tiếng sấm cũng bùng nổ, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một tia sáng trắng lao đến với vận tốc ánh sáng. Bây giờ hắn còn đang nằm trong hố to, chưa kịp đứng dậy, chỉ trong chớp mắt tia sáng trắng này đã chui vào thân thể hắn, chợt lóe rồi biến mất. Không cho hắn cơ hội phản ứng đã trực tiếp giáng xuống chui vào trong thân thể hắn. Dương Bách Xuyên phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như giết heo, a. À. Cuối cùng hắn cũng hiểu thiên hỏa là gì. Thân thể và linh hồn cùng bị đốt cháy, đau đớn. Nếu nói lục cửu thiên hỏa kiếp là lôi kiếp thì chi bằng nói đó là một luồng lực lượng hỏa diễm chui vào trong cơ thể. Trong phút chốc, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình bị thiêu đốt, thân thể bắt đầu bốc cháy cả bên trong lẫn bên ngoài. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy đau đớn tột cùng, không khỏi hét lên. À, gầm gừ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Lúc này, sư phụ Vân Thiên Tà chính trọng nói, tiểu tử thối. Đừng gào nữa, nói thẳng ra thì lửa thiên kiếp chủ yếu để khảo nghiệm sức mạnh ý chí, còn càng sợ ngọn lửa thiêu đốt thì uy lực của nó sẽ càng lớn, cuối cùng sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Càng rơi vào tình huống này thì con càng phải cắn chặt răng chịu đựng, phải đấu tranh với sự đau đớn thì sức mạnh ý chí của con mới càng cường đại, sau đó uy lực của thiên hỏa sẽ bị suy yếu thôi. Đương nhiên, ngọn lửa thiêu đốt chính là sức mạnh của thiên hỏa, đây cũng là tồn tại chân chính. Bây giờ con mau vận hành nội lực và ngoại lực của càn khôn để chống lại thiên hỏa đi, phải tìm mọi cách luyện hóa thiên hỏa thì mới có thể chịu nổi. Nghe lão già nói vậy, Dương Bách Xuyên cũng biết mình phải cắn chặt răng chịu đựng, nếu không ý chí sẽ sụp đổ dưới sự thiêu đốt của thiên hỏa thì coi như xong rồi.
Về cơ bản đúng như những gì lão già nói, uy lực thiêu đốt của thiên hỏa chủ yếu là để khảo nghiệm, bởi vì hắn cũng phát hiện ra rằng từ khi thiên hỏa bắt đầu cơ thể, nó không hề do dự mà trực tiếp thiêu đốt hắn, còn không ngừng thiêu đốt làm cơn đau đớn dữ dội hơn. Sau khi hiểu được điều này, Dương Bách Xuyên cắn răng đứng dậy ngồi xếp bằng, bắt đầu ổn định vận hành công pháp nội ngoại càn khôn. Thực ra công pháp của hắn lúc này cũng phát huy ra tác dụng cực lớn, thiên hỏa cũng là một loại sức mạnh, mà chỗ mạnh nhất của công pháp càn khôn là có thể luyện hóa bất kỳ sức mạnh nào và hấp thụ cho mình sử dụng. Sự khác biệt là tùy thuộc vào lực lượng mạnh yếu mà thời gian luyện hóa khác nhau. Cho dù vận chuyển càn khôn tôi thể quyết để làm dịu thân thể, dùng thiên hỏa để tôi thể đương nhiên là được, nhưng điểm khác biệt là thiên hỏa quá bá đạo, khi rèn luyện thì khả năng chịu đựng của thân thể kém hơn, nên trong tình huống này thường rất chậm, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Đối với Dương Bách Xuyên, tôi thể là chuyện nhỏ, giờ phút này, việc luyện hóa sức mạnh thiên hỏa trong cơ thể để chia sẻ bớt áp lực và đau đớn mới là điều quan trọng, nếu có thể luyện hóa bớt đi một chút là có thể giảm bớt một phần nguy hiểm. Càn khôn tạo hóa quyết cũng vậy, bởi vì sức mạnh thiên hỏa quá bá đạo nên khi hấp và luyện hóa sẽ không thể gặm nhấm, dẫn đến hiệu quả rất ít, nhưng lúc này cũng không còn cách nào tốt hơn, cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Hầu như mỗi một chỗ trong cơ thể đều đang chịu sự thiêu đốt của thiên hỏa, ngay cả tử phủ cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên dùng tất cả những gì có thể sử dụng, vận chuyển mệnh tinh âm dương, vận chuyển thập đại phụ tinh, dù sao cũng chỉ cần hắn có thể hấp thu và luyện hóa hết thiên hỏa là được. Sau khi thôi thúc, trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ ngay sau khoảnh khắc đó, trong hai đại mệnh tinh thái âm thì hấp thu lực lượng chí âm chí hàn cho nên không thể hấp thu mà sẽ bài xích sức mạnh thiên hỏa, nhưng sức mạnh thiên hỏa cũng không thể thiêu đốt mệnh tinh thái âm. Tuy nhiên, mệnh tinh thái dương thì hấp thu thiên hỏa, mặc dù nó vận hành chậm chạp nhưng thực sự có hấp thụ, hơn nữa tốc độ hấp thụ cũng nhanh hơn nhiều so với nội ngoại công càn khôn. Chuyện này cũng coi như là chuyện tốt. Ngoài hỏa tinh trong thập đại phụ tinh hàng đầu cũng đang hấp thu lực lượng thiên hỏa, hơn nữa tốc độ vận chuyển của nó cũng nhanh hơn mệnh tinh thái dương, đây được xem là tốc độ hấp thu nhanh nhất. Ngoài ra, giao long châu đang dựng dưỡng trong tử phủ cũng đang hấp thụ lực lượng thiên hỏa. Giao long châu cũng là một thuộc tính hỏa nên cũng không bài xích thiên hỏa, nhưng vào lúc này, nó lại hoàn toàn bị thiên hỏa nuốt chửng rồi. Dương Bách Xuyên cũng không biết là giao long châu đang hấp thu thiên hỏa hay là thiên hỏa đang tinh luyện giao long châu. Dù sao, hình như lực lượng thiên hỏa đang giảm dần. Cơn đau đớn khi bị thiêu đốt vẫn không hề giảm đi một chút nào, toàn thân Dương Bách Xuyên run rẩy đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cố gắng hết sức thôi thúc tất cả lực lượng trong cơ thể mà có thể tiêu hao và hấp thu thiên hỏa. Thiên hỏa chiếm đoạt thân thể không chỉ đơn giản là nhắm vào cơ thể mà còn nhắm vào nguyên thần. Sức mạnh của sự thiêu đốt đi thẳng vào ý thức hải của nguyên thần. Sau khi Dương Bách Xuyên ổn định thân thể xong, ý thức của hắn tiến vào ý thức hải, còn phải đối phó với nguyên thần. Nguyên thần phải chịu cơn đau đớn do thiên hỏa thiêu đốt, càng đi sâu vào thân thể thì càng đau gấp 10 gấp trăm lần. Sau khi ý thức vào ý thức hải, nguyên thần của hắn đột nhiên mở mắt ra, xung quanh nó cũng bị thiên hỏa thiêu đốt. Trong cơn đau đớn cùng cực, ý chí kiên trì của Dương Bách Xuyên đã vượt quá giới hạn, nhưng hắn nhớ lời lão già nói nên vẫn phải kiên trì chịu đựng. Giờ phút này, trong ý thức hải, nguyên thần đối mặt với sự thiêu đốt của thiên hỏa, điều duy nhất Dương Bách Xuyên có thể làm chính là phóng thích lực thần hồn để chống lại thiên hỏa. Nhưng hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé. Dưới cơn đau đớn vì bị thiêu đốt, nguyên thần của Dương Bách Xuyên phát ra tiếng hét thảm thiết để giảm bớt áp lực đau đớn. Đúng lúc này, nguyên thần ngồi xuống, hắc nham đột nhiên bộc phát ra vạn đạo quang mang đen kịt. Trong lúc đó, những chỗ mà ánh sáng hắc liên đi qua thì thiên hỏa tan thành mây khói, hoặc có thể nói là tất cả đều bị ánh sáng của hắc liên nuốt chửng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh sáng của hắc liên đã thu hồi và khôi phục sự bình ổn ban đầu. Toàn bộ thiên hỏa trong ý thức hải đã biến mất hoàn toàn. Nỗi đau của nguyên thần cũng biến mất không còn. Dương Bách Xuyên sửng sốt, khoảnh khắc tiếp theo hắn phản ứng lại mới biết chắc là linh hồn của hắc liên vừa xuất thủ. Ban đầu, lúc Dương Bách Xuyên bị thiên hỏa thiêu đốt, hắn đã quên mất hắc liên, chỉ nghĩ đến nỗi đau đớn do sự thiêu đốt của thiên hỏa. Đúng lúc này, hắc liên tự mình xuất hiện, vừa có mặt đã thôn phệ thiên hỏa. Đa tạ hắc liên.
Năm đó, ở bí địa Trường Bạch, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lấy được hạt giống hắc liên, sau đó hạt sen nảy mầm thành đóa hắc liên, linh hồn của hắc liên cũng xuất hiện theo đó, Dương Bách Xuyên gọi nàng ấy là nữ tử hắc liên. Hai người đang ở trong trạng thái hỗ trợ lẫn nhau, Dương Bách Xuyên cần hắc liên bảo vệ nguyên thần của mình, hắc liên thì cần mượn lực thần hồn của Dương Bách Xuyên để lấy chất dinh dưỡng. Thực ra, từ một ý nghĩa nào đó, hắc liên là người hầu của Dương Bách Xuyên, mà Dương Bách Xuyên là chủ nhân, bởi vì năm đó nó cũng dùng màu để hiến tế. Không cần đa tạ, ta đã nói phải bảo vệ nguyên thần của ngươi, nếu ngươi tiêu tán thì ta cũng sẽ diệt vong. Một luồng hắc khí giống như hắc liên xuất hiện, hóa thành một nữ tử mặc đồ đen và nói. Ngươi khả năng giúp dọn dẹp sạch thiên hỏa trong tử phủ và thân thể sao? Dương Bách Xuyên cảm thấy nếu hắc liên có thể nuốt chửng hết thiên hỏa trong ý thức hải thì cũng có thể dọn dẹp sạch thiên hỏa trong tử phủ và thân thể. Không thể, hiện tại ta chỉ có thể tồn tại trong ý thức hải của ngươi, sức mạnh hiện giờ của ta không thể thoát ra khỏi ý thức hải được, và lại, lửa thiên kiếp cũng không phải là không có lợi. Rất nhiều sinh linh khi nghe đến sức mạnh thiên hỏa kiếp thì đều thay đổi sắc mặt, sợ hãi như nhìn thấy hổ, nhưng bọn họ thật tình không biết thiên kiếp chính là khảo nghiệm thiên đạo, nếu chịu đựng được, vượt qua được thì lợi ích thu được cũng không ít. Giống như thiên hỏa bên trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi vượt qua được thì sẽ có lợi ích rất lớn cho việc rèn luyện thân thể sắp tới, mặc dù cơn đau đớn rất khó chịu đựng nhưng đồng thời cũng đang rèn luyện ý chí của ngươi, hay nói cách khác là đang rèn luyện tâm đạo của ngươi. Trải qua quá trình thiên hỏa thanh tẩy thì tâm đạo của ngươi sẽ càng thêm vững chắc hơn, điều này có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện sau này của ngươi, vì vậy ta vẫn khuyến nghị ngươi không nên chống lại nó. Bây giờ... chỗ nguy hiểm nhất chứa lực lượng thiên hỏa là nguyên thần và ý thức hải cũng được ta giúp ngươi dọn dẹp rồi, còn về nỗi đau thể xác thì ta tin ngươi có thể vượt qua được. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt của nữ tử hắc liên không hề dao động gì giống như trước đây, nhưng cũng trầm ổn và nghiêm túc. Dương Bách Xuyên cũng không hề cưỡng cầu khi nghe nữ tử hắc liên nói vậy, nữ tử hắc liên và lão già đều nói giống ý nhau, thiên hỏa kiếp là một cơ hội tốt để rèn luyện ý chí và tâm đạo. Bây giờ mối nguy hiểm của nguyên thần đã được loại trừ, hắn tin là mình có thể chịu đựng được nỗi đau đớn về thể xác. Chấm. Sau khi ý thức rút khỏi ý thức hải, Dương Bách Xuyên quan sát thấy tình huống trong cơ thể mình vẫn như cũ, nhưng hắn đang suy nghĩ theo hướng phát triển tốt hơn, thiên hỏa cũng đang giảm dần. Mặc dù nỗi đau thể xác vẫn không giảm hơn bao nhiêu, nhưng hắn đã tìm thấy sự an tâm. Giờ phút này, hắn chìm xuống. Thân thể bắt đầu vượt qua thiên hỏa kiếp, bị thiên hỏa rèn luyện. Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy dường như bản thân có thể thích ứng được sự đau đớn do bị thiên hỏa thiêu đốt. Sau 1 tháng chịu đựng thiên hỏa thiêu đốt, Dương Bách Xuyên đã đạt đến cảnh giới tâm như nước lặng. Cũng vào ngày này, thiên hỏa trong cơ thể hắn cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Khoảnh khắc hắn mở mắt ra, nỗi đau cũng tan biến theo. Nhưng hắn không ngờ rằng phải mất 1 tháng rưỡi hắn mới có thể vượt qua lục cửu thiên hỏa kiếp. Trong thời gian 1 tháng rưỡi này, Dương Bách Xuyên đã hiểu ra rất nhiều điều, trong nội tâm của hắn đột nhiên cảm thấy một loại yên tĩnh và trầm ổn mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được. Hắn biết đây là tâm đạo đã được rèn luyện mà lão già và nữ tử Hắc Liên đã nói. Điều kỳ lạ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thất cửu tâm ma kiếp lần thứ 7 vẫn chưa đáp xuống. Dường như thiên đạo lúc này đã có mắt, ngay sau khi chờ hắn sống sót qua lục cửu thiên hỏa kiếp thứ 6, thất cửu tâm ma kiếp thứ 7 mới bắt đầu giáng xuống. Bùm, răng rắc. Ngay lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen, lại xuất hiện một con cự long sống động đột nhiên vào tới. Dương Bách Xuyên sững sờ. Không phải nói là tâm ma kiếp sao, mẹ nó, làm sao có thể là lôi kiếp cự long dài 100 trượng chứ? Thế này là thật tâm muốn ta chết à? Giờ phút này, thật ra trên người Dương Bách Xuyên vẫn bị thiên hỏa thiêu đốt, còn bị lôi kiếp đập tới nên thân thể có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng đều là vết thương ngoài da, không có nội thương. Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến hắn kinh hồn bạt vía, làm sao có thể đối phó với lôi kiếp như vậy? Nghĩ vậy thôi chứ không kịp suy tính nhiều, hắn giơ kiếm đồ long trong tay lên và chém về phía lôi kiếp cự long, bởi vì lúc này, lôi kiếp cự long này đã cách đỉnh đầu hắn khoảng 1 mét, quá nhanh. Tuy nhiên, sau 1 nhát kiếm nổ ầm ầm, Dương Bách Xuyên phát hiện mọi thứ đã thay đổi. Tiếng sấm chói tai,
lôi điện chói mắt nổ tung khiến hắn không thể mở mắt ra được, sau đó hắn cảm thấy tất cả các giác quan của mình đã biến mất, cả thế giới dường như đều tĩnh lặng. Lão già đã từng nói đạo lôi kiếp thứ 7 là thất cửu tâm ma kiếp, ai ngờ vừa giáng xuống thì lôi kiếp đã hóa thành cự long. Hơn nữa còn không cho Dương Bách Xuyên thời gian phản ứng đã lập tức đánh lên người hắn. Đối với một nhát kiếm phản kích vội vã của Dương Bách Xuyên, dường như không có tác dụng gì. Tất cả các giác quan đều biến mất, ánh sáng chói mắt của lôi điện khiến Dương Bách Xuyên nhắm chặt hai mắt lại, trong chớp nhoáng, hắn cảm thấy mình bị cô lập với thế giới. Mà ở bên ngoài sân, trong mắt đám người Vân Trường Sinh cũng nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ. Từ lúc bắt đầu thiên hỏa kiếp, linh thức của mọi người đều chứng kiến toàn thân Dương Bách Xuyên bị thiêu đốt đen kịt trong hố lớn, muốn nhúc nhích cũng không được, khi một đạo bạch quang ba bước rớt xuống thân thể, chỉ thấy Dương Bách Xuyên gượng dậy, ngồi xếp bằng. Sau đó, tròn một tháng rưỡi, lại phát hiện đạo lôi kiếp thứ 7 đang từ trong kiếp vân giáng xuống. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên đang ngồi xếp bằng thì đột nhiên đứng dậy dùng kiếm chém về phía lôi kiếp. Nhưng trong mắt tất cả mọi người quan sát, đạo lôi kiếp thứ 7 là một con cự long, nó chính xác là một lôi kiếp hóa thành cự long. Nó từ kiếp vân lao xuống nhanh như những tia chớp như muốn dùng một ngụm nuốt chửng Dương Bách Xuyên. Và kỳ lạ thay, trong mắt các tu sĩ đang quan sát bên ngoài sân, sau khi lôi kiếp cự long phủ xuống, theo sát sau đó là một tiếng nổ lớn và một đạo bạch quang chiếu xuống. Lúc này, toàn bộ hố độ kiếp cũng tràn ngập sấm chớp, ngưng tụ không tiêu tán. Nhưng điều kỳ lạ là không có âm thanh của tiếng sấm sét, chỉ là những tia sấm chớp vô cùng chói mắt. Hơn nữa, linh thức cấp thánh chủ thậm chí không nhìn thấy được, hoàn toàn bị sấm chớp che khuất. Lúc này, không ai biết tình huống trong hố sâu ngàn mét khi bị sấm chớp bao phủ như thế nào. Bọn họ cũng không biết Dương Bách Xuyên còn sống hay đã chết sau khi bị lôi kiếp cự long cắn nuốt. Điều duy nhất có thể phán đoán sự sống chết của Dương Bách Xuyên chính là đám kiếp vân phía trên thiên kiếp, chỉ cần đám kiếp vân không phân tán thì chứng tỏ quá trình độ kiếp của Dương Bách Xuyên vẫn đang tiếp tục. Không đúng, hình như lần này có hai đạo lôi kiếp liên tiếp giáng xuống. Hiên Viên Hoàng Đế lớn tiếng nói. Vân Trường Sinh sửng sốt, nhìn sáng Hiên Viên Hoàng Đế với vẻ mặt khó hiểu. Hắn chỉ quan tâm đến sự an toàn của Dương Bách Xuyên chứ không để ý đến tình huống của lôi kiếp. Lúc này, Diệu Tiên trầm ngâm nói, đích thực là có tổng cộng hai đạo lôi kiếp liên tiếp nhau giáng xuống, đạo thứ 7 là lôi kiếp cự long, đạo thứ 8 là một đạo bạch quang vô cùng chói mắt, chúng ta đều tưởng đó là sấm chớp, nhưng bây giờ xem ra không phải, mà là đạo lôi kiếp thứ 8. Chẳng lẽ là cửu cửu kiếp hậu kỳ, mỗi một đạo lôi kiếp đều khác nhau ư? Vừa rồi chỉ là một đạo bạch quang, không phải có chút khác biệt sao? Thánh chủ Đao Chủng cũng nghi hoặc. 8-9 phần là thế, hẳn là đạo lôi kiếp thứ 7 và thứ 8 giáng xuống gần như cùng một lúc, đầu tiên là lôi kiếp cự long giáng xuống nuốt chửng Dương Bách Xuyên, tiếp đó là bạch quang chói mắt chỉ tạo thành một lớp bao phủ hố độ kiếp rồi ngưng tụ mà không tiêu tán, thậm chí còn ngăn cách linh thức của chúng ta, thật kỳ lạ. Cửu cửu thiên kiếp quả nhiên không tầm thường. Thánh chủ Thánh Địa Đao Chủng thở dài. Lúc này, không ai biết tình hình của Dương Bách Xuyên thế nào, nhưng hai đạo lôi kiếp càng làm sâu sắc thêm điểm này khiến mấy đại thánh chủ vẫn cảm thấy tin vào điều này. Nếu thật sự là vậy, Dương Bách Xuyên có thể sẽ gặp nguy hiểm, dù sao cũng là hai tai họa cùng nhau giáng xuống người hắn. Nhưng không ai có thể lại gần quan sát được, chỉ có thể đứng chờ kết quả. Đến lúc này, thực ra có rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu cầu nguyện cho Dương Bách Xuyên, hy vọng hắn có thể vượt qua. Dù sao đây cũng là cấp cao nhất của cửu cửu thiên kiếp trong truyền thuyết. Chấm. Điều mà Dương Bách Xuyên không biết chính là hắn quả nhiên phải chịu thất cửu tâm ma kiếp và bát cửu huyễn cảnh kiếp cùng giáng xuống một lúc. Lúc này, bên trong ánh bạch quang, hoặc có thể là lôi kiếp, Dương Bách Xuyên đã mất đi tất cả ý thức. Ý thức của hắn cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nhưng nếu có người ngoài ở đây nhìn thấy nhất định há hốc mồm kinh ngạc. Lúc này Dương Bách Xuyên vẫn đang đứng trong hố lớn, duy trì tư thế giơ kiếm lên. Mà toàn thân hắn đã xuất hiện ngàn vết lở loét, y phục đã hóa thành tro tàn trong trận lôi kiếp trước đó, tóc cũng bị đốt thành tro bụi. Cả người hắn đều là những vết thương sâu tận xương tủy, không một chỗ nào còn nguyên vẹn như thể đã từng bị đao kiếm chặt chém vậy, từng giọt máu tươi chảy ra từ miệng vết thương. Chấm. Đúng lúc đó, Dương Bách Xuyên nghe thấy có người gọi mình. Dương Bách Xuyên,
Dương Bách Xuyên nhóc Xuyên nhóc Xuyên. Tiếng gọi không ngừng vang vọng bên tai hắn. Dương Bách Xuyên đột nhiên mở mắt ra, lúc này hắn mới cảm thấy ánh sáng chói mắt biến mất. Nhưng khi hắn mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ khác, xung quanh hắn hoàn toàn tối tăm. Cả thế giới đều không có mặt trăng hay mặt trời, chỉ có sự tăm tối và hoang vắng đến thê lương. Hắn nhìn thế giới trước mặt, không khỏi thắc mắc trong chốc lát, dường như hắn nhớ rõ mình không nên ở một nơi như vậy, hắn cảm thấy mình nên làm một việc rất quan trọng gì đó, nhưng lại không thể nhớ ra được. Hơn nữa lúc muốn trở về, hắn cảm thấy một cơn đau nhói chóng mặt ập đến tâm trí. A! À, cơn đau nhói trong đầu khiến hắn không nhịn được kêu thành tiếng. Nhóc Xuyên! Đúng lúc này, một tiếng gọi dịu dàng vang lên từ phía sau. Dương Bách Xuyên không suy nghĩ gì khác, đột nhiên quay đầu lại nhìn, nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn lại run rẩy toàn thân. Linh linh, một tia chớp lóe lên trong đầu Dương Bách Xuyên, một giọng nói run rẩy vang lên. Liễu Linh Linh là người phụ nữ duy nhất mà hắn cảm thấy có lỗi và hổ thẹn nhất trong cuộc đời này. Dương Bách Xuyên nhất thời không nghĩ được gì, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Linh Linh, tất cả mọi thứ về Liễu Linh Linh đều hiện lên trong đầu hắn. Đúng lúc này hắn kêu lên. Hắn và nàng là bạn học thời đại học, còn là bạn học cùng lớp. Hũ vàng đầu tiên trong đời của hắn chính là nhờ Liễu Linh Linh liên kết với công việc kinh doanh của Liễu gia mới có được. Sau khi tốt nghiệp, Liễu Linh Linh đã mượn rượu nửa đùa nửa thật tỏ tình với hắn, nhưng lúc đó hắn nghĩ đến sự chênh lệch về gia cảnh với Liễu gia nên đã giả ngu từ chối. Sau đó, Liễu Linh Linh ra nước ngoài, mà hắn cũng hoàn toàn dấn thân vào con đường tu chân và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Năm đó trở về từ Sơn Hải giới, hắn đã mất hết tu vi, cũng biết rõ Liễu Linh Lung đang ở châu Âu nhưng hắn không đến gặp nàng. Kết quả là sau đó ma đầu Đại Tôn xuất hiện. Đại Tôn đã ép buộc hắn dùng Liễu Linh Linh và nhị đệ tử là Vương Tông Nhân của hắn để đổi lấy đạo cung La Phù trong trận chiến đó. Liễu Linh Linh đã hóa thành xương máu dưới sự đàn áp của ma đầu Đại Tôn. Dương Bách Xuyên vô cùng đau lòng, lập lời thề với trời, nếu một ngày không tu luyện chứng đạo đến đỉnh phong, ngày đó tóc sẽ không đen. Hắn lập lời thề này là bởi vì lúc đó Lục Tuyết Hy đã từng nói thế giới này có tồn tại U Minh giới. Còn nói là linh hồn của Liễu Linh Linh đã tiến vào U Minh giới, mà muốn vào được U Minh giới thì phải có tu vi cường đại và vô biên mới được. Vì vậy hắn đã lập lời thề phải tu luyện đến đỉnh phong, chỉ để sau này tìm ra U Minh giới và đưa Liễu Linh Linh trở lại. Nhưng bây giờ hắn đã nhìn thấy nữ nhân mà hắn mắc nợ nhiều nhất trên đời này. Dương Bách Xuyên lặng lẽ rơi nước mắt, tiến lên một bước ôm nàng vào lòng, rất sợ nàng sẽ biến mất. Linh Linh, xin lỗi. Hắn đã nói hết hàng trăm lời muốn nói, hắn nợ nàng một lời xin lỗi. Nếu lúc đó hắn không có lo lắng, Liễu Linh Linh đã không chết. Nhóc Xuyên, ta biết rồi, bây giờ cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau. Hai người ôm nhau thì thầm. Hồi lâu sau, Dương Bách Xuyên lấy lại bình tĩnh, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên hỏi với giọng run rẩy, Linh Linh. Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Đây là đâu? Nơi này là U Minh giới đấy, chàng quên là ta đã chết mấy trăm năm rồi sao, bây giờ chàng cũng đã chết, hiện giờ chúng ta là linh hồn, người đã chết đều sẽ xuất hiện ở U Minh giới, sau này chúng ta có thể sống ở đây. Liễu Linh Linh mỉm cười nói. Đầu óc Dương Bách Xuyên choáng váng, hắn đột nhiên nhớ tới lúc này mình đang độ kiếp, hắn đang vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Nhớ tới trước đó mình bị một con cự long lôi kiếp bổ vào người rồi sau đó hắn không biết gì nữa. Bây giờ xem ra hắn chưa vượt qua được thiên kiếp mà đã chết dưới thiên kiếp. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa vội vàng giơ cánh tay lên nhìn cánh tay trái của mình, đồ án ấm càn khôn biến mất rồi. Cũng không thể vận chuyển pháp lực, muốn quan sát bên trong thân thể cũng không được, bởi vì không có linh thức, hiện giờ hắn đã hoàn toàn trở thành linh hồn của một người bình thường. Hơn nữa, trong nội tâm kêu gào gọi lão già cũng không thấy đáp lại. Không còn gì cả. Lúc này, Dương Bách Xuyên sửng sốt, hắn không thể chấp nhận sự thật là bản thân lại chết dưới thiên kiếp như thế. Nhưng sự thật đã rõ ràng, hắn chết rồi, thiên địa ở đây cũng khác với tu chân giới, hơn nữa Liễu Linh Linh cũng xuất hiện ở đây chính là U Minh giới. Ha ha,
xem ra cửu cửu thiên kiếp quả nhiên không phải ai cũng có thể vượt qua. Một hồi lâu sau, Dương Bách Xuyên cười khổ. Hắn chấp nhận thực tế và nghĩ rằng mình đã chết. Lúc này, Liễu Linh Linh ôm hắn thuyết phục, bắt đầu kể cho hắn nghe những chuyện trong U Minh giới. Dương Bách Xuyên đi cùng Liễu Linh Linh nhưng không hề cảm thấy mất mát, hắn đi theo Liễu Linh Linh bắt đầu hành trình ở U Minh giới. Dương Bách Xuyên theo Liễu Linh Linh ở lại U Minh giới. Hắn đã chấp nhận hiện thực mình độ kiếp thất bại, trở thành một U Linh ở U Minh giới. Đương nhiên là ở cùng Liễu Linh Linh. Ở U Minh giới chỉ có môi trường khác với tu chân giới, ngoài ra không có gì thay đổi, bởi vì U Minh giới cũng có U Linh khác tồn tại. Nói là U Minh giới chẳng thà nói là nơi linh hồn bắt đầu cuộc sống mới. Trong thế giới này không có sinh linh tu sĩ, rất nhiều U Linh sinh sống như người bình thường. Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh sống trong một sơn cốc. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, được gặp lại Liễu Linh Linh là một cơ hội để bù đắp lỗi lầm. Năm xưa hắn nhặt đất có lẫn máu của nàng rơi xuống sau khi chết, lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, còn ôm chiếc váy cưới mà hắn chuẩn bị cho Liễu Linh Linh mà bái thiên địa. Trong lòng hắn đã ngầm thừa nhận Liễu Linh Linh là vợ mình. Dương Bách Xuyên vẫn luôn tiếc nuối vì chưa chính thức bái đường thành thân với Liễu Linh Linh, bây giờ nỗi niềm tiếc nuối ấy đã được Dương Bách Xuyên hoàn thành ở U Minh giới. Hắn và Liễu Linh Linh bái thiên địa, từ đó về sau hai người trải qua cuộc sống như người bình thường. Chấm. Thoáng cái Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh đã chung sống trăm năm. Trong trăm năm này, Dương Bách Xuyên hoàn toàn quên hết tất cả, ngày ngày trải qua cuộc sống yên ổn. Ở U Minh giới này, tuy hắn là U Linh nhưng vẫn phải ăn uống. Ở đây có núi có sông, cuộc sống đi săn đánh cá kéo dài suốt trăm năm. Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống kiểu này, cũng chìm đắm trong đó. Một ngày nào đó sau trăm năm, trong lúc đi săn Dương Bách Xuyên nhìn thấy một con thú hoàng U Minh giới trông khá giống thỏ sinh một cặp con non. Hắn thấy chúng đáng yêu nên không giết, mà bắt về tặng cho Liễu Linh Linh. Linh Linh mau nhìn xem ta mang cái gì về cho nàng này. Ba gian nhà tranh một mảnh sân nhỏ, nơi này là nhà của Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh. Dương Bách Xuyên đi vào sân, hô vọng vào nhà tranh. Xuyên ca về rồi. Liễu Linh Linh từ trong nhà tranh đi ra, tươi cười hỏi, chàng mang cái gì về vậy? Dương Bách Xuyên bắt cả nhà bốn con thú hoang giống thỏ ở bên trong túi đi săn ra, đặt xuống đất, nàng xem đi này. Về sau ta ra ngoài săn thú thì để mấy con thú nhỏ này bầu bạn với nàng. Ôi chao, đáng yêu quá. Liễu Linh Linh vui vẻ ôm một con thú nhỏ ngoan ngoãn lên. Dương Bách Xuyên cười ha ha, vô thức nói ra một câu, he he, sau này chúng ta sẽ sinh một ổ con. Xuyên ca, huynh đừng quên nơi này là U Minh giới, không thể sinh con, vì vậy chúng ta không thể có con. Trong thế giới này chỉ có hai chúng ta sinh sống, không ai có thể quấy rầy thế giới riêng của đôi ta. Ha ha. Liễu Linh Linh ôm thú nhỏ trong lòng, tùy ý nói. Nhưng lúc này, không hiểu sao cõi lòng Dương Bách Xuyên chợt run lên. Hắn vô thức nói ra chuyện con cái, nghe thấy Liễu Linh Linh nói nơi này là U Minh giới, không thể có con. Bỗng dưng gương mặt của một cặp nam nữ bỗng hiện ra trong đầu Dương Bách Xuyên. Lúc này, dường như tận sâu trong trái tim hắn đang phát ra tiếng rắc rắc như âm thanh kính vỡ. Đúng vậy, nơi này là U Minh giới chứ không phải tu chân giới, không phải sơn hải giới, cũng không phải trái đất. Hắn đã chết trong thiên kiếp, đã vẫn lạc rồi, đã biến thành một U Linh nhỏ yếu, không còn là người tu chân oai phong một cõi nữa. Tức thì tận sâu trong trái tim hắn tràn đầy cảm giác không cam lòng và bi thương. Cũng tại thời khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, nghĩ tới hai đứa con Đoàn Đoàn và Viên Viên của mình, nghĩ tới đứa con Âu Dương Ngọc Thanh sinh cho hắn ở trái đất mà đến nay hắn vẫn chưa được gặp. Hắn nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới các cô vợ. Nghĩ tới Lưu Tích Kỳ, Lý Đại Nghị. Rất nhiều người thân bạn bè của hắn. Mặc dù từ lâu hắn đã chấp nhận hiện thực mình độ kiếp thất bại, nhưng chưa bao giờ hắn nhớ họ như lúc này. Mỗi người, mỗi gương mặt bắt đầu hiện ra trong đầu hắn. Dương Bách Xuyên nhớ về những chuyện đã xảy ra giữa mình và mỗi người bọn họ, nhớ lại những gian khổ và thành tựu trên con đường tu đạo của mình. Sau khi hắn nghe thấy từ con cái, lúc này rất nhiều chuyện chợt ùa về trong tâm trí hắn, tất cả dần trở nên rõ ràng.
hắn nhớ con, nhớ vợ, nhớ tất cả mọi người. Nhớ vô cùng. Trong nỗi nhớ còn xen lẫn cảm xúc không cam lòng trào dâng trong tim. Ầm. Khoảnh khắc này, trong cơ thể Dương Bách Xuyên phát ra âm thanh nặng nề, toàn thân hắn run lên. Tiếp đó, bỗng nhiên hắn phát hiện trong người mình phát ra một luồng năng lượng quen thuộc, đó là chân khí. Trên cánh tay trái cũng nóng lên. Tử phủ xuất hiện trong cơ thể, nguyên thần hiện ra trong biển ý thức. Tất cả pháp lực đã mất đều khôi phục. Chuyện này. Dương Bách Xuyên trở nên bối rối. Trước đây khi Liễu Linh Linh nói rằng hắn chết rồi, hắn đã kiểm tra và thấy rằng trong cơ thể mình trống không, tất cả đều biến mất. Nhưng giờ đây tất cả đã trở lại. Dương Bách Xuyên ngơ ngác, chẳng phải Linh Linh đã nói là U Minh giới không thể tu luyện sao? Chuyện này là thế nào? Từng câu hỏi hiện ra trong lòng Dương Bách Xuyên. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, thằng nhóc thúi, tất cả chỉ là hư ảo thôi, con vẫn đang độ kiếp đấy, cuối cùng cũng tỉnh lại. Sư phụ, Dương Bách Xuyên bất giác gọi sư phụ, sau đó tất cả hình ảnh trong ký ức càng lúc càng rõ ràng. Thằng nhóc thúi, tâm ma kiếp thất cửu thứ bảy và huyễn cảnh kiếp thứ tám cùng rơi xuống người con. Bây giờ con vẫn chưa hiểu hả? Nếu không phải trong lòng con trào dâng nỗi nhớ con cái và người thân, bộc phát cảm xúc không cam lòng, thì vi sư không có cách nào phá vỡ ảo cảnh che mắt. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Vân Thiên Tà thở dài thườn thượt. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên đã hiểu đôi chút. Sư phụ, ý người là con cùng độ tâm ma kiếp và huyễn cảnh kiếp. Dương Bách Xuyên hỏi lại. Bằng không con nghĩ sao? Vi sư cũng không ngờ tâm ma kiếp và huyễn cảnh kiếp lại cùng rơi xuống người con, uy lực vô tận. Hai kiếp hợp làm một, không chỉ tạo nên ảo cảnh tâm ma mênh mông khổng lồ, mà ngay cả tâm hồn con cũng bị ảo cảnh che mắt. Đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu con thấy tử phủ của mình biến mất, cũng không liên lạc được với vi sư. Thật ra con ở trong thiên kiếp, tử phủ các thứ vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là con bị ảo cảnh che mắt nên không nhìn thấy mà thôi. Bây giờ đã ổn rồi. Nếu hôm nay con không nhớ về người thân và con cái khiến trong lòng xuất hiện vết nứt, thì vi sư cũng chẳng có cách nào đánh thức con. Thằng nhóc thúi nhà con cũng chẳng nghĩ mà xem, con độ thiên kiếp cửu cửu, hơn nữa hiện tại con cũng là tu sĩ cấp cao, nếu thật sự độ kiếp thất bại thì dưới thiên kiếp cửu cửu, kết cục chỉ có thể là hồn bay phách tán, làm sao có thể trở thành u linh gì đó, xuất hiện ở u minh giới chứ? Vân Thiên Tà giải thích. Dương Bách Xuyên vẫn còn nghi vấn, nhưng... Nhưng Linh Linh, và U Minh giới này quá chân thật, núi sông nơi đây đều là thật mà. Vân Thiên Tà mắng ngay và luôn, thằng nhóc thúi, đây là chỗ đáng sợ khi tâm ma kiếp của thiên kiếp cửu cửu kết hợp với ảo cảnh. Cả Liễu Linh Linh lẫn U Minh giới đều là nơi sâu thẳm trong tim con tưởng tượng ra, tâm ma sẽ lợi dụng huyễn tưởng trong lòng con để tạo ra một thế giới vô cùng chân thật. Vi sư hỏi con nhé, có phải năm xưa sau khi Liễu Linh Linh chết? Con đã từng tưởng tượng Liễu Linh Linh sống sót ở U Minh giới không? Có phải U Minh giới trong lòng con có khung cảnh như vậy không? Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên bỗng ngây ra như phỗng. Hắn nhìn thế giới này, đúng là U Minh giới mà hắn vẫn luôn giả tưởng. Vậy tức là, Linh Linh nàng nàng nàng. Dương Bách Xuyên dùng ánh mắt ngổn ngang cảm xúc nhìn Liễu Linh Linh đang ôm thú nhỏ giống nhỏ chơi đùa, trong đầu nói chuyện với sư phụ mà giọng cũng lắp bắp. Hai, đứa ngốc này, tất cả đều là ảo cảnh, Liễu Linh Linh này là tâm ma lớn nhất trong lòng con. Nàng là Liễu Linh Linh chân thực nhất trong lòng con, nhưng lại là tâm ma lớn nhất của con. Vân Thiên Tà thở dài nói. Cõi lòng Dương Bách Xuyên thoáng run lên, hắn nhìn Liễu Linh Linh đang chơi với thỏ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cuối cùng hắn đã hiểu ra tất cả, hắn hít sâu một hơi rồi hỏi sư phụ ơi. Người nói xem trên đời này có U Minh giới không? Liệu có phải linh hồn của Linh Linh đang ở U Minh giới chân chính không? Dương Bách Xuyên không thể không thừa nhận Liễu Linh Linh đúng là tâm ma lớn nhất trong lòng hắn. Càng là như vậy, hắn càng quan tâm nàng. Vi sư không biết trên đời này có U Minh giới hay không, điểm này thì vi sư không lừa con đâu. Nhưng vi sư biết một điều, trên thế giới này có lục đạo luân hồi, nghe đồn lục đạo luân hồi vô cùng thần bí. Không ai biết tìm bằng cách nào, vị trí ở đâu, đi thế nào. Nhưng ở tu chân giới và tiên giới vẫn luôn có lời đồn về lục đạo luân hồi, đây là sự thật.
có lẽ một ngày nào đó tu vi của Cao đạt đến đỉnh đại đạo, hoặc là dưới cơ duyên nào đó, còn có thể gặp lại Liễu Linh Linh. Thằng nhóc thúi đừng nghĩ nhiều nữa, trước tiên hãy giải quyết tâm ma kiếp và huyễn cảnh kiếp trước mắt đi, nếu không con sẽ bị nhốt trong thế giới ảo cảnh mãi mãi. Vân Thiên Tà nói. Ảo cảnh này phá thế nào? Thật ra Dương Bách Xuyên biết, chỉ cần tiêu diệt tâm ma là phá được, trước đây hắn từng làm rồi. Vì vậy, sau khi nghe sư phụ giải thích, cõi lòng Dương Bách Xuyên rất bình tĩnh. Sau đó, hắn nhìn Liễu Linh Linh, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Mặc dù lúc này hắn đã biết nàng là tâm ma biến thành, nhưng sống động như thật, thậm chí ở một mức độ nào đó nàng chính là Liễu Linh Linh. Bởi vì đó là Liễu Linh Linh trong tận sâu đáy lòng hắn. Tất cả mọi thứ ở nơi này vô cùng chân thực, bất kể là U Minh giới hay Liễu Linh Linh đều hết sức chân thực, vì vậy Dương Bách Xuyên đã chìm trong ảo cảnh suốt trăm năm. Nhưng kết hợp với lời sư phụ nói, nghĩ kỹ thì thấy đúng là đầy rẫy sơ hở. Liễu Linh Linh xuất hiện rất đột ngột, nếu đây là một thế giới hoàn thiện thì làm sao chỉ thoáng cái hai người có thể gặp nhau chứ? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Vì thế, bây giờ Dương Bách Xuyên đã tin, và cũng hiểu rõ tất cả đều là hiệu quả của tâm ma kiếp và huyễn cảnh kiếp. Tiếp theo hắn chỉ cần tiêu diệt Liễu Linh Linh là có thể diệt trừ tâm ma, phá ảo cảnh. Nhưng nhìn Liễu Linh Linh này, nhất thời Dương Bách Xuyên không biết phải làm sao. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang do dự, giọng nói của Liễu Linh Linh vang lên bên tai. Chàng tỉnh lại cũng vô dụng, muốn phá ảo cảnh chỉ có thể giết ta. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu, phía đối diện là Liễu Linh Linh cười khanh khách nói. Dương Bách Xuyên sửng sốt, rõ ràng là Liễu Linh Linh, hay nói chính xác hơn là tâm ma đã phát hiện ra hắn đã biết tất cả, tâm thần khôi phục. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, đây là tâm ma của hắn, nói là thần giao cách cảm cũng không ngoa. Ngươi không sợ ta tiêu diệt ngươi sao? Dương Bách Xuyên hỏi với vẻ khó hiểu, bởi vì hắn không nhìn thấy cảm xúc sợ hãi trong mắt tâm ma. Xét về thực lực thì hắn hoàn toàn không cần lo lắng, tâm ma kiếp và huyễn cảnh kiếp chú trọng vây nhốt chứ không phải thực lực, Dương Bách Xuyên có thể dễ dàng tiêu diệt Liễu Linh Linh do tâm ma biến thành. Chờ Dương Bách Xuyên nói xong, Liễu Linh Linh nở nụ cười xinh đẹp, không sợ. Nàng nói rất thẳng thắn, khiến Dương Bách Xuyên càng thấy kỳ lạ. Nếu là tâm ma do thiên kiếp sinh ra, vậy thì lẽ ra nàng ta phải mong mình chết, hoặc là sau khi bị phát hiện, nàng ta phải trốn tránh mới đúng. Nhưng Liễu Linh Linh lại tỏ ra rừng rưng, thế thì làm sao Dương Bách Xuyên không cảm thấy kỳ lạ cho được. Vì sao không sợ, Dương Bách Xuyên chăm chú nhìn nàng ta và hỏi. Hì hì, ta là tâm ma của chàng, cũng là tâm ma thiên đạo do thiên kiếp tạo ra và nuôi dưỡng, còn là tâm ma hợp nhất từ tâm ma kiếp và huyễn cảnh kiếp, khỏi cần nói tầm ảnh hưởng đối với chàng nhỉ. Ngoài ra còn có một điểm rất quan trọng, nếu chàng giết ta, ký ức về Liễu Linh Linh sẽ vĩnh viễn biến mất trong lòng chàng, không còn lại chút gì. Xét từ ý nghĩa nào đó, chàng giết ta tức là giết Liễu Linh Linh, cho dù sau này thật sự có một ngày chàng tu vi thông thiên, tìm được U Minh giới chân chính. Ha ha, lúc đó, chàng, không thể nhớ ra Liễu Linh Linh, bởi vì ta đã dung hợp tất cả ký ức về Liễu Linh Linh trong lòng chàng, cho nên chàng giết ta chính là giết Liễu Linh Linh. Sao nào, chàng muốn ra tay ư? Ha ha. Liễu Linh Linh do tâm ma biến thành vừa nhìn Dương Bách Xuyên vừa cười khanh khách, không kiêng nể gì. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, trở nên cực kỳ u ám. Hắn biết tâm ma không nói dối, nàng ta thật sự có bản lĩnh này. Hiện tại có một câu hỏi lựa chọn đặt trước mặt hắn, là câu hỏi lựa chọn khó nhất trong đời hắn. Không giết Liễu Linh Linh do tâm ma biến thành, thì hắn sẽ bị nhốt trong U Minh giới mà huyễn cảnh kiếp tạo thành, chẳng khác gì đã chết. Nếu giết, thật sự là hắn khó mà làm được, bởi vì đối tượng mà hắn giết không chỉ là tâm ma kiếp, mà còn là ký ức về Liễu Linh Linh, sau khi phá kiếp hắn sẽ quên nàng. Có thể giết sao? Có thể làm như vậy sao? Không thể. Hắn từng phụ Liễu Linh Linh, lẽ nào còn xóa ký ức về nàng? Tên họ Dương nào đó tự thấy mình không phải kẻ lăng nhăng, nhưng tuyệt đối là một người đa tình nhưng chân tình. Trong số nữ nhân của hắn, trước giờ không có một ai bị vứt bỏ, cũng không có ai bị phụ lòng. Chỉ có duy nhất một mình Liễu Linh Linh khiến hắn áy náy nhất. Từ trước tới nay, tín ngưỡng của hắn là người thân bạn bè.
Vậy mà bây giờ lại bảo hắn mà xóa bỏ ký ức về Liễu Linh Linh, sau này ký ức về nàng sẽ vĩnh viễn biến mất trong đầu hắn. Hắn không làm được. Nhưng không chém tâm ma thì làm sao hắn vượt qua tâm ma kiếp và huyễn cảnh kiếp được. Sự lựa chọn khó vẹn đôi đường. Giữ lại ký ức về Liễu Linh Linh là một phần bận tâm, một tia hy vọng. Không có ký ức về nàng thì chẳng còn gì cả. Cả đời Dương Bách Xuyên chỉ mặc nợ một nữ nhân này, lẽ nào bây giờ hắn thật sự phải quên nàng sao? Nỗi đau khổ lan tràn trong lòng, còn đau hơn độ thiên hỏa kiếp gấp trăm lần. Không, mình không thể quên Linh Linh. Không thể. Dương Bách Xuyên đau đớn ôm đầu ngồi xuống đất, lúc này đạo tâm của hắn đã rối loạn. Liễu Linh Linh cất lên ma âm, dịu dàng nói, ta là ký ức về Liễu Linh Linh giấu ở nơi sâu nhất trong lòng chàng. Nói cách khác, ta chính là Liễu Linh Linh. Bách Xuyên à, năm đó chàng không đến tìm ta khiến ta thân tử đạo tiêu, bây giờ khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại. Lẽ nào chàng lại sốc nổi khiến ta biến mất lần nữa, biến mất vĩnh viễn? Thật ra chúng ta sống thế này cũng rất tốt mà. Mặc dù nơi này là thế giới ảo cảnh, nhưng ảo cảnh do thiên kiếp thiên đạo tạo thành không khác gì thế giới hiện thực. Chỉ cần chàng bằng lòng, chúng ta có thể sống ở đây mãi mãi. Chàng không thích nơi này tẻ nhạt, ta có thể biến đổi bất cứ lúc nào, đổi thành tu chân giới, sơn hải giới, thậm chí quê hương trái đất. Bách Xuyên, chàng nhìn này. Liễu Linh Linh do tâm ma biến thành cất giọng nói êm ái mê hoặc, tiện tay biến U Minh giới thành một thế giới khác có nước biếc núi xanh, có trời trong mây trắng, có ánh mặt trời ấm áp. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên thì thấy hắn và Liễu Linh Linh đang ở trong thôn Vân Môn tại quê hương trái đất. Lời miêu tả của Liễu Linh Linh đưa Dương Bách Xuyên trở về quê hương. Nhìn khung cảnh quen thuộc, nhìn mọi thứ thân quen, Dương Bách Xuyên bất giác nghĩ về bà nội, nghĩ về vợ con hồi sống ở quê. Khung cảnh vẫn như trước, nhưng thiếu họ. Nơi này rất vắng vẻ. Trước mắt chỉ có hai người là hắn và Liễu Linh Linh. Nhìn từ đường nhà họ Dương, Dương Bách Xuyên biết đó là giả, nhưng vẫn dập đầu bái tổ tiên. Mà lúc này, đạo tâm bất ổn của hắn đã bình tĩnh lại. Trên mặt là hai dòng lệ tràn mi. Một khắc sau, Dương Bách Xuyên bỗng xoay người, trong tay lóe sáng, kiếm đầu long xuất hiện trong tay, đâm thủng lồng ngực của Liễu Linh Linh phía sau. Xin lỗi Linh Linh, ta xin lỗi, a. À. Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến chỗ đau thương mà thôi. Hắn biết một kiếm này đâm xuống nghĩa là ký ức về Liễu Linh Linh sẽ biến mất trong lòng hắn. Nhưng hắn không thể không làm vậy, bởi vì hắn còn có vợ con. Có rất nhiều người đang chờ hắn. Lúc này thứ bị diệt là tâm ma, cũng là ký ức về Liễu Linh Linh. Dương Bách Xuyên rơi lệ, gào thét trong đau khổ. Chàng, thật độc ác, trong lúc Liễu Linh Linh do tâm ma biến thành nói ra câu này, cơ thể nàng ta dần tan biến như hóa thành ánh sáng. Năm xưa ta đã thề không tu đạo đến đỉnh thì tóc bạc không đen, hôm nay tuy ký ức về nàng tan biến, nhưng ta vẫn thề không nhớ ra nàng thì tóc bạc không đen. Dương Bách Xuyên ta đạo tâm còn đó thì sẽ không quên nàng. Khi hắn nói chuyện, Liễu Linh Linh do tâm ma biến thành đã hoàn toàn tan biến. Mà thế giới ảo cảnh cũng tan biến theo. Ngay sau đó, khung cảnh thay đổi, Dương Bách Xuyên thấy hắn vẫn đang độ kiếp, ở trong cái hố to mà lôi kiếp đánh xuống tạo thành. Sư phụ, có phải con đã vượt qua tâm ma kiếp thất cửu và huyễn cảnh kiếp bát cửu rồi không? Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ. Thằng nhóc thúi làm tốt lắm, đúng là con đã vượt qua, bây giờ chỉ còn lại quy nhất kiếp cửu cửu là con sẽ trở thành người đầu tiên vượt qua thiên kiếp cửu cửu ở thời đại này. Vân Thiên Tà vui vẻ nói. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên cũng vui vẻ, nhưng trong lòng cứ thấy thiêu thiếu gì đó. Một cơn gió thổi qua. Hắn cảm thấy trên mặt lành lạnh, nước mắt bất giác tuôn rơi, trong lòng buồn bã. Sư phụ ơi, sao con thấy khó chịu thế nhỉ? Trong tâm ma kiếp, con chỉ nhớ mình đã diệt tâm ma của bản thân, đâu nhất thiết phải khóc chứ? Quả thật Dương Bách Xuyên đã quên vài chuyện. Hai, con tập trung đối phó với một kiếp cuối cùng đi, những chuyện khác thì sau này vi sư sẽ nói cho con. Vân Thiên Tà lên tiếng. Đùng đoàng. Lúc này... Trong kiếp vân trên thiên kiếp vang lên từng đợt sấm. Quy nhất kiếp cửu cửu đạo thứ 9 của thiên kiếp cửu cửu sắp giáng xuống. Chấm.
Dương Bách Xuyên đã trải qua tâm ma kiếp và huyễn cảnh kiếp có ý nghĩa đặc biệt, thời gian đã trôi qua trăm năm. Nhưng trong mắt người xem ở bên ngoài, sau một canh giờ ánh sáng trắng bao phủ đã biến mất. Trong linh thức Vân Trường Sinh nhìn thấy tiểu sư đệ Dương Bách Xuyên vẫn ở trong cái hố to. Mặc dù hắn không biết Dương Bách Xuyên độ kiếp trong lồng ánh sáng như thế nào, nhưng thấy đối phương vẫn bình an vô sự thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một đạo lôi kiếp cuối cùng sắp bắt đầu. Kiếp vân trên không trung vẫn nổ ầm ầm, Dương Bách Xuyên lau nước mắt rơi trong vô thức, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mặc kệ thế nào, quá trình độ cửu cửu thiên kiếp của hắn cũng đến bước cuối cùng rồi. Dựa theo lời sư phụ, đạo lôi kiếp sau cuối chính là cửu cửu quy nhất kiếp. Ai cũng không biết cái thứ to bằng một lóng tay này là gì. Lão đầu không biết, hắn cũng không biết. Chẳng qua đã đến giây phút này, hắn sẽ dùng hết sức mình nghênh đón, đã đi được 99 bước rồi, nhất định không được để lật thuyền trong mươi ở bước cuối cùng. Đại kiếp này, hắn nhất định sẽ vượt qua. Rất nhiều tu sĩ bên ngoài nâng cao tinh thần, tất cả đều hy vọng Dương Bách Xuyên có thể độ kiếp thành công. Cửu cửu thiên kiếp là thiên kiếp có cấp bậc cao nhất trong truyền thuyết, trước giờ chưa có tu sĩ nào thành công vượt qua. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên đã kiên trì tới bước cuối cùng rồi. Đương nhiên mọi người đều hy vọng hắn sẽ độ kiếp thành công. Tuy vậy, ai cũng biết càng đến thời khắc mấu chốt càng gian nan khó khăn gấp bội. Mấy đạo cuối cùng của cửu cửu thiên kiếp, mọi người đều xem không hiểu. Đạo thứ 6 là hỏa diễm, thứ 7, thứ 8 là cự long và bạch quang cùng nhau giáng xuống, thật không biết đạo thứ 9 sẽ như thế nào. Vật nên các tu sĩ quan sát Dương Bách Xuyên độ kiếp đều ôm trạng vừa lo lắng vừa mong đợi. Ánh mắt tất cả mọi người đều đặt phía trên kiếp vân, linh thức lại tập trung trên người Dương Bách Xuyên dưới hố lớn. Độ kiếp tới hiện tại, cả người Dương Bách Xuyên trồng chất vết thương, vết bỏng do lôi điện tạo thành sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Đầu tóc của hắn cũng bị đốt trọi, làn da cháy đen. Ngoại trừ đôi mắt sáng rực, cả người hắn trông nhếch nhác thảm hại vô cùng. Quỳnh. Từng giây trôi qua, lôi điện trong kiếp vân không ngừng chớp lóe, cuối cùng trong tiếng sấm vang dội, đạo lôi kiếp thứ 9 giáng xuống. Biểu cảm của Dương Bách Xuyên vốn đang nghiêm túc, sẵn sàng nghênh đón quân địch nhưng sau khi trông thấy đạo lôi kiếp cuối cùng, hắn cũng đần ra. Bởi vì từ kiếp vân bổ xuống một đạo lôi kiếp nhỏ xíu tầm cây đũa. Tuy nhiên có vẻ nó rất dài, phần đầu bổ xuống mấy ngàn mét rồi mà đuôi vẫn còn nằm trong kiếp vân. Đạo lôi kiếp cuối cùng này không hề giống các đạo còn lại một xíu nào, ngoại trừ hình dáng hơi dài thì quả thực khác nhau như trời với đất. Nó có màu tím đậm, hơn nữa lúc đánh xuống, tiếng sấm vang dội hơn bất kỳ đạo lôi kiếp nào. Càng như thế, Dương Bách Xuyên càng sởn gai ốc, đừng thấy nó nhỏ mà lầm, nói không chừng đạo lôi kiếp này sẽ lấy mạnh hắn thật. Thật ra kể từ lúc bắt đầu độ kiếp đến giờ Dương Bách Xuyên toàn dựa vào ý chí để chống đỡ, cả người trồng chất vết thương. Chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao tới mức rối loạn. Nếu uy lực của đạo lôi kiếp này mạnh hơn đống trước, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Kiên trì đến tận bây giờ, Dương Bách Xuyên biết rõ bản thân đã đến tình trạng nào, nếu không phải ý chí của hắn cường đại thì đã ngã xuống từ lâu rồi. Hiện tại nhìn đạo lôi kiếp chừng chiếc đũa kia phóng tới, hắn dứt khoát nhắm lại, sau đó chém ra một quyền. Một quyền này hội tụ tất cả lực lượng của Dương Bách Xuyên. Có thể ngăn được thì ngăn, ngăn không được thì thôi, dù sao hắn cũng cố hết sức rồi. Đương nhiên hắn đã mở hai đại mệnh tinh để phòng ngự và chuông đông hoàng bảo vệ thân thể. Quỳnh. Ngay sau đó, một tiếng sấm rền vang, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy cả người chết lặng, nguyên thần run rẩy, trong lòng thầm than tiêu đời, đạo lôi kiếp này trực tiếp phớt lờ công kích của hắn, một quyền kia giống như chém vào không khí. Dựng chuông đông hoàng phòng ngự cũng không bất cứ tác dụng gì, bởi đạo lôi kiếp bổ thẳng vào người hắn. Điều kỳ quặc là Dương Bách Xuyên chỉ cảm giác cơ thể mình chết lặng một lát. Rồi sau đó làm gì có sau đó. Chẳng có gì sất, ngược lại toàn thân thể vô cùng ấm áp, bên trong sinh ra một dòng khí. Hoặc phải gọi là, linh khí thiên địa. Linh khí thiên địa xuất hiện trong cơ thể, đủ cả năm thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ. Ngoài ra, còn có lực lôi điện, lực phong vân, lực không gian, lực âm sát hầu như hắn có thể cảm nhận được hết những lực lượng tồn tại giữa trời đất.
tất cả đều xuất hiện trong cơ thể hắn. Đây là tình huống như gì vậy? Trong lòng Dương Bách Xuyên nảy ra một dấu chấm hỏi. Vốn dĩ đã chuẩn bị xong kết cục tan thành cho, ai ngờ chỉ vừa chớp mắt một cái, đạo lôi kiếp cuối không chỉ không lấy mệnh hắn mà ngược lại còn sản sinh ra các loại lực lượng thiên địa trong cơ thể hắn. Ngày thường hắn vẫn luôn tìm cách nhưng đều không thể cảm ứng được. Lôi kiếp vốn hùng hùng hổ hổ, tiếng sấm kinh thiên động địa, nháy mắt đã thay đổi dáng vẻ, ngược lại dọa Dương Bách Xuyên dựng lông, đừng bảo là trước khi lấy mạng mình thì dịu dàng một chút đã nhé. Không đoán được ý nghĩa của đạo lôi kiếp cuối cùng này, Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, lão đầu, đây là chuyện gì thế, sao trong cơ thể con lại xuất hiện các loại lực lượng này? Danh con, sư phụ đoán đạo lôi kiếp cuối cùng của cửu ngũ chí tôn kiếp chủ yếu là khảo nghiệm đạo tâm, thằng nhóc con từng vượt tâm ma kiếp và huyễn cảnh kiếp, xem như qua cửa, trong bút ký của tổ sư có ghi chép, đạo này tên là cửu cửu quy nhất kiếp. Tất cả quy về một. Hiện tại xem ra quy về một chính là chỉ các loại lực lượng thiên địa quy về một, một kiếp kỳ cuối cùng không phải lôi kiếp rèn thân mà ngược lại chính khen thưởng của thiên đạo. Đừng nói nữa, mau hấp thu đi, đây là lực lượng thiên kiếp ban tặng, tất nhiên sẽ không tồn tại được lâu, có thể hấp thu nhiều ít phải xem tạo hóa của con rồi. Nghe sư phụ giải thích, Dương Bách Xuyên không nhiều lời nữa, vội vàng hấp thu lực lượng chui vào cơ thể mình, hắn thấy phân tích của lão đầu rất đáng tin cậy. Hấp thu lực lượng thiên kiếp ban cho cũng không tốn bao nhiêu thời gian, tầm nửa canh giờ mà thôi. Xong xuôi, thiên kiếp biến mất, kiếp vân cũng tan biến theo. Trong cơ thể Dương Bách Xuyên lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên trong thập đại phụ tinh đều tích lũy một nguồn lực lượng, tuy hơi ít nhưng lại vô cùng tinh khiết. Thập đại phụ tinh trong tử phủ của Dương Bách Xuyên mang thuộc tính ngũ hành, sau đó là không gian, lôi điện, phong vân, âm sát và thuần dương. Sau khi chúng hấp thu xong, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được lực lượng các nguyên tố tồn tại giữa trời đất, trước kia cùng lắm hắn chỉ có thể cảm nhận lực lượng ngũ hành mà thôi. Hiện tại bao gồm cả mấy loại như không gian, lôi điện đều có thể cảm giác được. Tuy hai loại lực lượng âm sát và thuần dương nhìn khá tương tự với hai đại chủ tinh thái âm thái dương nhưng vẫn khác biệt, hai đại chủ tinh thái âm thái dương thuần túy là bá đạo, còn lực lượng âm sát và thuần dương của phụ tinh lại ôn hòa hơn một chút. Dương Bách Xuyên giác hai thứ này không cùng một cấp bậc. Không thể cua đũa cả nắm được. Về phần chân khí trong tử phủ, sau khi thiên kiếp tiêu tán, chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa còn viên mãn. Không chỉ như thế, khi Dương Bách Xuyên vượt thiên kiếp, tu vi cảnh giới của hắn cũng vọt lên như ngồi hỏa tiễn. Trước độ kiếp, Dương Bách Xuyên vẫn dậm chân tại độ kiếp sơ kỳ như hồi ở Thái Hoang. Lẽ ra hắn vượt qua thiên kiếp thì sẽ tăng lên độ kiếp sơ kỳ mới đúng. Thế nhưng Dương Mỗ nào kia là quái vật, hắn ở Thái Hoang không thể nghênh đón thiên kiếp buông xuống, nghe theo yêu cầu của lão đầu không ngừng tu luyện chuyển hóa chân khí đã áp xúc trong cơ thể hai lần, đạt tới trạng thái hóa lỏng viên mãn. Đồng thời hắn tu luyện tại Thái Hoang gần trăm năm, tu vi chân chính đã không phải độ kiếp sơ kỳ. Hiện tại thành công vượt qua thiên kiếp, hơn nữa là cửu cửu thiên kiếp. Một đạo cửu cửu quy nhất kiếp kia còn là khen thưởng của thiên đạo. Hấp thu xong, chân khí hoàn toàn hóa thành chân nguyên, xảy ra biến chất. Hơn nữa trải qua tâm ma kiếp và huyễn cảnh kiếp, đạo tâm của hắn tăng lên, tâm cảnh cũng đủ nên sau khi độ kiếp thành công, tuy lực lượng trong cơ thể biến chất và nguyên thần chấn động nhưng tu vi của hắn một phát từ độ kiếp sơ kỳ lên tới đại thừa sơ kỳ, xem như tăng lên một đại cảnh giới. Hết thảy chỉ có thể nói, nước chảy thành sông. Dương Mỗ đã bước một chân vào đại thừa. Thực lực và các phương diện khác đều tăng vọt. Thiên kiếp biến mất, cơ thể Dương Bách Xuyên chấn động, lớp máu khô bên ngoài cơ thể chóc ra, lộ ra da thịt màu đồng sáng lóng lánh, cơ thể tiến hóa toàn diện, hiện tại chính hắn cũng không biết mình đang ở cấp bậc gì. Đây cũng bình thường thôi, dù sao thân thể cũng vừa trải qua thiên kiếp rèn luyện, không tăng mới là lạ. Mái tóc bị lôi kiếp đốt trụi cũng mọc lại, sau khi máu khô chóc ra, cả người thơ phơi phới, vẫn để đầu bạc như cũ. Mở mắt, hai đạo quang mang bắn ra thật xa. Dương Bách Xuyên vượt qua đại thiên kiếp cửu tử nhất sinh, lúc này cũng không kìm được kích động, mở miệng thét một tiếng thật dài, sau đó bay khỏi hố sâu rộng mấy trăm mét, dừng lại trên mặt đất. Trong nháy mắt, hắn phát hiện có vô số ánh mắt dừng lại trên người mình. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, vừa cúi đầu là mặt già đỏ bừng.
nãy chỉ lo vui vẻ nên quên mất y phục của mình đã hóa cho tàn trong lôi kiếp rồi còn đâu. Giờ phút này, ai kia xuất hiện trần truồng dưới vô số ánh nhìn chăm chú. Trời đất ơi, thế này thì quá mất mặt rồi. Dương Bách Xuyên thấy cả người mình trần trụi không một mảnh vải, bèn vội vàng lôi từ trong không gian của bình càn khôn ra một bộ quần áo, khoác lên người. Quả nhiên, các tu sĩ chung quanh thi nhau cười phá lên. Tính toán sơ bộ thì lần cửu cửu thiên kiếp này của Dương Bách Xuyên này kéo dài tận nửa năm. Cửu cửu thiên kiếp là thiên kiếp cao cấp nhất, đi kèm với nó là vô số hiện tượng kỳ lạ, thế nên có nói cả tu chân giới đều nhìn thấy lần độ kiếp này của hắn cũng không ngoa. Cũng vì vậy mà trong nửa năm này, vô số cao thủ cường giả lục tục kéo tới, ai cũng muốn quan sát quá trình độ kiếp của Dương Bách Xuyên ở khoảng cách gần. Vì điều này sẽ giúp ích rất lớn trên con đường tu hành của họ. Quan trọng nhất là xung quanh hiện trường độ kiếp tụ tập gần mấy chục nghìn tu sĩ đến từ hầu hết các tông môn lớn nhỏ trong tu chân giới. Từ dáng vẻ này của vị họ Dương nào đó, khả năng cao là từ nay về sau hắn và câu chuyện vượt qua cửu cửu thiên kiếp của mình sẽ cùng trở nên nổi tiếng, được lan truyền khắp tu chân giới. Nói một cách ngắn gọn thì hôm nay, Dương Bách Xuyên đã trở thành tâm điểm của toàn tu chân giới. Ai trong tu chân giới cũng biết cấp bậc của thiên kiếp. Càng cao, thì một khi vượt qua được thiên kiếp, chứng tỏ thiên phú tu luyện của người đó sẽ càng ghê gớm. Hiện Dương Bách Xuyên đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp, sau này sẽ phát triển tới mức nào là chuyện không một ai có thể tưởng tượng ra nổi, nhưng họ có thể chắc chắn một điều rằng hắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu một phương. Bước chân vào đại thừa cảnh, chẳng khác nào bước qua ngạch cửa của giới tu sĩ cấp cao. Trong số các cảnh giới tu chân, phi thăng cảnh chính là cảnh giới tu luyện cao nhất, và đại thừa chỉ cách phi thăng một bậc lớn thôi. Sau phi thăng là thành tiên. Thành tiên, mục tiêu trong mơ của cả tu chân giới. Thế nên chẳng cần nghĩ cũng biết thiên phú của một người đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp như Dương Bách Xuyên sẽ cao tới cỡ nào, nghĩa là chuyện phi thăng thành tiên trong tương lai chắc khác nào là chuyện ván đã đóng thuyền cả. Nói chi xa, trong dòng lịch sử của cửu đại thánh chủ mà ta đã biết, ngay ở thời đại trước thôi, một vị lão tổ của Thông Thiên Cung cũng từng nghênh đón cửu cửu thiên kiếp đó, nhưng vì không chắc chắn 100% có thể vượt qua thành công nên cuối cùng, ông ấy đã buông tay, trở thành tán tiên. May mắn thay, sau này ông ấy đã được dẫn thẳng lên tiên giới, đồng thời có được địa vị không tầm thường ở trên đó, xây dựng nền móng vững chắc cho Thông Thiên Cung. Vậy thì một người đã miễn cưỡng vượt qua được cửu cửu thiên kiếp như Dương Bách Xuyên, chẳng lẽ thành tựu sau này lại nhỏ bé không đáng kể? Hơn nữa ai chẳng biết dù tương lai Dương Bách Xuyên có phi thăng lên tiên giới thì kiểu gì cũng sẽ trở thành nhân vật có máu mặt thôi. Đến lúc đó, e là từ cá nhân đến tập thể ai cũng sẽ hy vọng có thể bắt quàng làm họ với Dương Bách Xuyên thôi. Tuy hiện tại Dương Bách Xuyên mới chỉ đạt đến đại thừa sơ kỳ, nếu để lẫn vào giữa đám đông cường giả có mặt tại hiện trường thì đó chỉ là một cảnh giới bé nhỏ, không đáng kể. Có điều cảnh giới đại thừa sơ kỳ của hắn chắc chắn chất lượng hơn các tu sĩ cùng cảnh giới rồi. Không phải hắn nói khoác chứ dù có đuổi giết thánh chủ của thánh địa cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Sau khi vượt qua cửu cửu thiên kiếp, có thể đi một bước dài từ độ kiếp sơ kỳ lên thẳng đại thừa sơ kỳ, ở tu chân giới này, sợ là tìm không thấy người thứ hai đâu. Đúng là cũng có rất nhiều người độ kiếp xong thì cảnh giới tu vi sẽ tăng trưởng, nhưng cùng lắm chỉ quá độ tầm một hai cảnh giới là nhiều lắm rồi, chứ làm gì có con quái vật nào nhảy một phát cả bước dài như Dương Bách đâu. Đối với cửu đại thánh chủ mà nói, lúc này, những người có ân oán với Dương Bách Xuyên đang cảm thấy vô cùng khó chịu, như ăn chúng ruồi vậy. Vạn Linh Thánh Mẫu, Núi Thiên Kiếm, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô, Thần Phù Linh Tông là ngũ đại thánh địa hàng đầu, cũng hiểu rất rõ một Dương Bách Xuyên đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp sẽ có tiềm lực cao đến cỡ nào. Năm đó, trong lúc khảo nghiệm, Dương Bách Xuyên đã phá hủy bia kiểm tra. Mỗi chuyện này thôi cũng đủ nói lên thiên phú tu luyện hơn người của hắn, và kết quả mà cửu đại thánh địa bọn họ tính ra là tiềm năng tu luyện của Dương Bách Xuyên có thể sánh ngang với cổ thánh chủ. Hôm nay Dương Bách Xuyên lại vượt qua cửu cửu thiên kiếp, càng thêm khẳng định lời đánh giá thiên phú của hắn ngang với cổ thánh chủ là sự thật. Một nhân vật như vậy, nếu để hắn có thời gian trưởng thành, sau này tuyệt đối sẽ trở thành bá chủ của tu chân giới, ngay cả những thánh địa đương thời hàng đầu như họ e là cũng không bằng. Mà nhà bọn họ, dù là đệ tử hay gia chủ vừa mới rời núi hôm nay thì chuyện đầu tiên họ làm khi biết đến Dương Bách Xuyên đều là ra sức bắt nạt, chém giết, hậu quả là thù oán giữa hai bên đã trở nên vô cùng sâu sắc.
Ngũ đại thánh chủ chố mắt nhìn nhau, họ biết, tương lai kiểu gì Dương Bách Xuyên cũng sẽ tìm họ tính sổ. Giờ Dương Bách Xuyên đã là đại thừa, chỉ cần tiến thêm một bước nữa chính là phi thăng cảnh, tới lúc ấy, còn ai có thể ngăn cản hắn nữa. Suy nghĩ đó khiến ngũ đại thánh chủ cảm thấy vô cùng bất an. Họ sợ rằng với tiềm năng phát triển của Dương Bách Xuyên, trong tương lai hắn sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với ngũ đại thánh địa bọn họ. Lúc ấy biết làm sao đây? Liệu Dương Bách Xuyên có thể hòa giải với họ không? Trong suy nghĩ của năm người, đó là chuyện viển vông, không bao giờ xảy ra. Họ vốn tưởng Dương Bách Xuyên sẽ không thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp trong truyền thuyết, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Hiện tại, tính chất sự việc đã không còn giống như trước nữa. Trong số ngũ đại thánh chủ, người cảm thấy buồn bực nhất không ai khác chính là Vạn Linh Thánh Mẫu. Bởi vì hận thù giữa bà ta và Dương Bách Xuyên là sâu đậm nhất. Thế nên chỉ cần nghĩ đến tiềm năng sau này của Dương Bách Xuyên, Vạn Linh Thánh Mẫu lập tức cảm thấy bồn chồn, lo lắng không yên, vội truyền âm bàn bạc với bốn vị thánh chủ khác xem kế tiếp nên làm gì bây giờ. Do tiềm năng của Dương Bách Xuyên đã đe dọa đến địa vị nam nhà bọn họ, nếu bây giờ không trừ khử mà để hắn thành công thoát khỏi tay họ, thì chỉ bằng tiềm năng vượt qua được cửu cửu thiên kiếp khi mà tu vi mới đại thừa sơ kỳ của hắn, cộng thêm số đệ tử yêu tu cường đại tính từ hàng nghìn đổ lên kia, ngày nào đó thánh địa bị phá hủy cũng chẳng phải việc gì la. Thánh địa không hề bền vững đến độ không thể nào phá hủy được, Trường Sinh Điện chính là ví dụ điển hình. Vì Trường Sinh Điện được Vân Trường Sinh xây lên sau khi lật đổ một thánh địa. Là sư đệ của Vân Trường Sinh, chuyện trong tương lai không xa, Dương Bách Xuyên sẽ tiêu diệt một thánh địa hình như không phải việc gì quá khó đoán. Suy nghĩ đó kết hợp với những lời thêm mắm dặm muối của Vạn Linh Thánh Mẫu đã thành công khiến bốn vị thánh chủ còn lại phải biết sắc, cũng như nhanh chóng đạt thành nhất trí. Họ đã quyết định sẽ nhân lúc Dương Bách Xuyên vẫn chưa đủ lông đủ cánh mà ra tay giết chết hắn. Còn lời hứa hẹn với Diệu Tiên của Thông Tiên Cung, hay nói đúng hơn là Diệu Tiên không cho phép các vị thánh chủ động tay, thì hiện tại họ không còn tâm trạng đâu mà lo lắng chuyện đó. So với tương lai Dương Bách Xuyên đủ lông đủ cánh rồi chạy tới diệt trừ thánh địa nhà bọn họ thì lời uy hiếp của Diệu Tiên ở Thông Tiên Cung không đủ để dọa họ sợ. Về phần Vân Trường Sinh, hiển nhiên hắn sẽ không đứng nhìn, nhưng năm đấu một lận mà, không sao hết. Đương thời có 9 vị thánh chủ thì đã hết 4 người đứng bên phía Vạn Linh Thánh Mẫu, Diệu Tiên cũng chưa chắc sẽ vì Dương Bách Xuyên mà trở mặt với 5 người bọn họ, tính ra chỉ còn lại mỗi Hiên Viên Hoàng Đế người có quan hệ vô cùng thân thiết với Vân Trường Sinh, mỗi 2 người họ thôi thì không có gì đáng sợ. Về phần thánh chủ Đao Chủng, hiển nhiên sẽ không giúp bên nào cả. Trong tình huống xấu nhất là cả Diệu Tiên cũng ra tay chống lại họ thì cũng có sao đâu, vì suy cho cùng vẫn là 3 đấu 2. Đủ sức giết Dương Bách Xuyên rồi. Với cả ai trong số họ cũng đều là những người thuộc cấp thánh chủ, xét về tu vi thì cũng toàn phi thắng cảnh đại viên mãn như nhau thôi, không ai thua kém ai cả. Lý do họ e ngại Diệu Tiên là vì với thân phận cung chủ của Thông Tiên Cung, Diệu Tiên có thể kết nối với tiên giới, mời tiên nhân ở tiên giới xuống trần, chỉ thế thôi. Có điều, không phải cứ muốn là có thể mời được tiên nhân xuống trần đâu mà phải cử hành nghi thức vô cùng phức tạp. Tốn rất nhiều thời gian. Thế nên trước mắt họ không cần sợ Diệu Tiên làm gì, hơn nữa trong suy nghĩ của 5 người Vạn Linh Thánh Mẫu, nếu ngũ đại thánh chủ là họ bắt tay hợp tác, trong tình thế cấp bách, có là Diệu Tiên thì cũng phải suy xét một phen đấy. Thế nên chưa có gì chắc chắc là Diệu Tiên sẽ nhúng tay vào cả. Sau khi 5 người Vạn Linh Thánh Mẫu truyền âm bàn bạc xong xuôi, bà ta lập tức hét lớn, ra tay. Chỉ khi giết chết được Dương Bách Xuyên, địa vị của ngũ đại thánh địa bọn họ ở tu chân giới mới có thể mãi mãi vững bền. Nếu để Dương Bách Xuyên tiếp tục trưởng thành, khả năng cao là sau này ngũ đại thánh địa sẽ bị diệt sạch, cái giá đó, ngũ đại thánh địa bọn họ không gánh nổi đâu. Chính vì vậy mà hôm nay, dù có phải đắc tội Thông Tiên Cung, họ cũng sẽ giết chết Dương Bách Xuyên. Chỉ cần Dương Bách Xuyên chết đi, chẳng lẽ Diệu Tiên còn có thể mở miệng trách móc họ. Về phần Vân Trường Sinh, hắn chỉ có một thánh địa thôi. Còn bọn họ là 5 thánh địa lận, đương nhiên sẽ không sợ rồi. Chỉ trong chớp mắt, Vạn Linh Thánh Mẫu bay thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Vạn Linh, bà dám. Vân Trường Sinh luôn đề cao cảnh giác với Vạn Linh Thánh Mẫu nên lập tức phát hiện có gì đó không đúng, vội bật người ngăn cản Vạn Linh Thánh Mẫu. Đúng lúc này, Thánh Chủ núi Thiên Kiếm lại xông lên chắn ngang trước mặt Vân Trường Sinh, 2 người ngay lập tức lao vào đánh nhau. Thấy vậy,
Hiên Viên Hoàng đế nhanh chân chạy tới, tính ngăn không cho Vạn Linh Thánh Mẫu giết Dương Bách Xuyên, ai ngờ đâu lại bị thánh chủ của Bách Luyện Sơn Trang chặn đường. Bấy giờ Diệu Tiên nổi trận lôi đình, nàng ta thật sự không ngờ Vạn Linh Thánh Mẫu sẽ chẳng thèm để nàng ta vào mắt, đồng thời cũng hiểu được quyết tâm muốn giết chết Dương Bách Xuyên của nhóm Vạn Linh Thánh Mẫu to lớn cỡ nào. Đúng là tiềm lực tương lai của Dương Bách Xuyên sau khi vượt qua cửu cửu thiên kiếp cực kỳ to lớn, thậm chí đã có khả năng uy hiếp đến địa vị của thánh địa, thế nên bọn họ muốn giết Dương Bách Xuyên cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Nhưng Diệu Tiên đã tính sẵn trong lòng hết rồi, hôm nay Dương Bách Xuyên tuyệt đối không được chết, vì tính đến thời điểm hiện tại chỉ có mình Dương Bách Xuyên thành công vượt qua cửu cửu thiên kiếp, thế nên kinh nghiệm độ kiếp của hắn có tác dụng rất lớn với bất kỳ tu sĩ nào. Chính vì lý do đó, Diệu Tiên tính xông tới chặn đường Vạn Linh Thánh Mẫu, nhưng đúng lúc này thánh chủ của U Linh Chi Đô lại cản không cho nàng ta đi. Tránh ra, Diệu Tiên tung một chưởng về phía thánh chủ của U Linh Chi Đô. Hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Trong mắt thánh chủ đạo trung lóe lên tia sáng, cảm thấy hiện không phải lúc bản thân ra tay, vì lúc này, gã đã phát hiện ánh mắt của thánh chủ thần Phù Linh Tông cứ dán chặt lên người mình. Điều đó ngay lập tức dập tắt suy nghĩ ra tay giúp đỡ Dương Bách Xuyên của thánh chủ đạo trung, vì gã biết chỉ cần mình động thủ, chắc chắn thánh chủ thần Phù Linh Tông sẽ đứng ra ngăn cản. Ngũ đại thánh chủ bắt tay hợp tác, cấp bậc của họ lại ngang hàng nên cuối cùng chỉ có thể rơi vào cục diện một đấu một. Nghĩa là không còn ai có thể ngăn cản Vạn Linh Thánh Mẫu đánh về phía Dương Bách Xuyên. Sư đệ, đi mau. Giữa trận chiến với thánh chủ núi Thiên Kiếm, Vân Trường Sinh hét lớn nhắc nhở Dương Bách Xuyên. Lúc này hắn đang lo sốt cả vó, tuy biết rõ tiểu sư đệ rất có bản lĩnh, tu vi hiện tại cũng đã tới đại thừa cảnh, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu với tu vi phi thăng cảnh đại viên mãn này. Nếu bị Vạn Linh Thánh Mẫu quấn lấy, e là tiểu sư đệ giữ nhiều lành ít. Cho dù đại sư huynh không nhắc nhở, Dương Bách Xuyên cũng sẽ phát hiện ra Vạn Linh Thánh Mẫu đang hướng về phía mình. Vừa mới độ qua đại thiên kiếp, tất cả mọi thứ trong cơ thể của hắn đều đạt tới trạng thái mạnh nhất, mặc dù Dương Bách Xuyên biết Vạn Linh Thánh Mẫu là cao thủ cấp bậc thánh chủ, nhưng hắn cũng không sợ. Trong lòng tràn đầy háo hức muốn thử sức, hắn muốn kiểm tra xem hiện tại khoảng cách giữa hắn và thánh chủ là bao nhiêu. Nếu có thể giết chết ngụ phù thủy già này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dứt điểm, từ lúc ở Thái Hoang đến nay, thánh địa Vạn Linh chính là thế lực mà hắn ghét nhất. Nhất là ngụ phù thủy Vạn Linh Thánh Mẫu này, đúng là không biết xấu hổ. Nhìn thấy Vạn Linh Thánh Mẫu đang lao về phía mình như tia chớp, Dương Bách Xuyên không chạy mà gầm một tiếng thân thể pháp tướng xuất hiện, hóa thành một người khổng lồ cao hàng trăm mét. Chuông Đông Hoàng hiện lên phòng ngự, hắn quát lớn, Long Quyển Ấn. Dương Bách Xuyên xuất trưởng, đánh ra đòn thần thông thứ ba, đấu chuyển chí tôn tam ấn, trong thập nhị chí tôn về phía Vạn Linh Thánh Mẫu. Với tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đánh ra chiêu thần thông, đấu chuyển chí tôn tam ấn, trong thập nhị chí tôn. Long Quyển là ấn thứ nhất, Tinh Di là thứ hai, Nhật Nguyệt là thứ ba, Dương Bách Xuyên phát hiện hắn hoàn toàn có thể phát huy được. Muốn chết. Vạn Linh Thánh Mẫu không ngờ Dương Bách Xuyên nghe được lời Vân Trường Sinh nhắc nhở nhưng không chạy, ngược lại hắn ta còn đánh một chưởng về phía bà. Mặc dù, lúc này Dương Bách Xuyên đã hóa thân thành pháp tướng cao trăm mét, nhưng Vạn Linh Thánh Mẫu cũng không hề quan tâm, trong mắt bà ta Dương Bách Xuyên vẫn chỉ mãi là một con kiến hôi, chẳng qua là to hơn chút mà thôi. Nở nụ cười chế giễu, Vạn Linh Thánh Mẫu đối mặt với đòn tấn công to như cái cối xay của cơ thể pháp tướng đánh tới. Bà ta cũng đánh trả, một luồng sáng khổng lồ phát ra từ lòng bàn tay của Vạn Linh Thánh Mẫu, hình thành một cái bàn tay lớn được ngưng tụ bằng chân nguyên, còn lớn hơn cả bàn tay pháp tướng của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đánh ra một chưởng hội tụ linh khí của đất trời, hình thành cơn gió lốc trong lòng bàn tay, mang theo sức mạnh thần thông đánh về phía Vạn Linh Thánh Mẫu. Ầm ầm. Phụt. Bàn tay hai người chạm nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, hắn biết bản thân đã khinh địch, đánh giá quá cao bản thân, cũng xem nhẹ Vạn Linh Thánh Mẫu. Khi hai trưởng chạm vào nhau, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ như rời núi lấp biển, Dương Bách Xuyên nghĩ hiện tại mình cũng rất trâu bò, tốt xấu gì tu vi của hắn cũng đã đạt tới đại thừa sơ kỳ, các phụ tinh trong tử phủ đều có sức mạnh, hai đại chủ tinh cũng vậy, toàn bộ chân khí trong tử phủ đã chuyển hóa thành chân nguyên. Mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Khoảnh khắc trước khi độ qua thiên kiếp,
hắn cảm thấy mình có thể đâm thủng bầu trời, không ngờ khi đối diện với vạn linh thánh mẫu, hắn lại cho rằng giữa mình và bà phù thủy già này vẫn còn một khoảng cách lớn. Hắn nôn ra máu ngay lập tức. Thân thể pháp tướng cũng bị đánh tan, hắn bay ngược ra ngoài giống như diều đứt dây. Dương Bách Xuyên bị một chưởng của vạn linh thánh mẫu đánh vào trong núi, cơ thể bay đi hàng nghìn mét. Toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều vỡ vụn, thất khiếu bị chảy máu. Khụ khụ. Trong núi, Dương Bách Xuyên không ngừng ho khan. Ngay lúc này, giọng của lão đầu vang lên, thằng nhóc thối, biết rõ cao thủ nhiều như mây, độ kiếp xong không lo chạy mà còn đối đầu với cường giả phi thăng đại viên mãn đỉnh phong. Đúng là không biết trời cao đất dày. Dương Bách Xuyên bị sư phụ mắng, hắn tức tới phát run, lão đầu chết tiệt, không giúp con một tay mà còn ngồi đó nói mát, người có phải sư phụ của con không thế? Giúp con giết chết lão yêu bà kia rồi nói. Nếu đổi thành trước khi con độ kiếp thì vi sư còn có thể ra tay, nhưng mà hiện tại thì con tự cầu phúc mà chạy đi, để luyện chế bùa liệt thiên, vi sư đã chia sức mạnh thần hồn ra làm chín, bây giờ thì ha ha. Nói tới đây, Vân Thiên Tà chỉ cười ha ha, ý tứ rất rõ ràng, chịu bó tay. Mẹ kiếp! Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy vạn linh thánh mẫu đang đuổi theo mình, hắn hét lên rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy. Dùng cả kim xí thiên ưng và chỉ xích thiên nhai công, tốc độ đạt tới cực hạn, vèo một cái đã bay xa cả vạn dặm. Phía sau hắn là ngọn núi bị cháy xém đen như mực, xa xa có thể nghe thấy tiếng sấm trong mây mù, hắn biết ngọn núi này không phải là nơi tốt nên chạy về một hướng khác. Nhưng mà vừa đáp xuống đã nhìn thấy vạn linh thánh mẫu nở nụ cười lạnh lẽo rồi đánh tới. Dương Bách Xuyên bị dọa hết hồn, hắn chạy nhanh như vậy, thoáng cái đã bay được vạn dặm. Không nhờ mụ già này còn nhanh hơn, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, rõ ràng tốc độ của đối phương còn nhanh hơn. Dương Bách Xuyên vội vàng lắc mình chạy tiếp. Phụt. Lần này, Dương Bách Xuyên nhanh chí không bị đánh trúng nhưng bị ảnh hưởng, miệng vẫn hộc ra máu. Vân Thiên Tà nói, thằng nhóc thối, tu sĩ đại thừa kỳ có thể sử dụng dịch chuyển thức thời, bất cứ thần phù nào cũng không có tốc độ nhanh bằng, sau cảnh giới đại thừa. Chân khí chuyển đổi thành dạng năng lượng cao cấp hơn là chân nguyên, mà linh thức cũng sẽ trở thành thần thức, bây giờ con đã là thần thức rồi. Thần thức rộng tới bao nhiêu thì sẽ đi được bao xa, đầu con chỉ cần một ý nghĩ là tới được mọi nơi trong thần thức, còn nữa, hãy chạy về dãy núi Vân Lôi, những nơi khác con có thể tránh được sự truy đuổi của cao thủ cảnh giới phi thăng trong một thời gian, nhưng không thể trốn được cả đời. Đối với tu sĩ mà nói, dãy núi Vân Lôi là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trước mắt thì đây chính là con đường sống của hắn. Lão đầu, người cũng bảo nơi đó nguy hiểm rồi còn bảo con vào dãy núi Vân Lôi, ngoài miệng Dương Bách Xuyên trách móc nhưng hành động thì vẫn làm theo. Lúc trước hắn cũng chưa kiểm tra xem linh thức đã lên cấp thành thần thức hay chưa, nhưng nghe lão đầu nói như vậy, hắn thử thả thần thức ra, ngay sau đó Dương Bách Xuyên bị dọa tới giật mình, thần thức của hắn bay xa 10 vạn dặm. Là phạm vi 10.000 dặm. Theo như lời lão đầu nói, dãy núi Vân Lôi là một nơi vô cùng rộng lớn, nhưng thần thức của hắn cũng chỉ có thể xem được khu vực mây mù bao phủ, sau đó bị một cỗ lực lượng ngăn trở, không thăm dò được bên trong là thứ gì. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng hiểu, dãy núi Vân Lôi quỷ dị như vậy thì lão đầu mới có thể chui vào, lúc trước hắn nghe đám tu sĩ thánh địa đuổi giết hắn nói, dãy núi Vân Lôi là nơi nguy hiểm của tu chân giới. Bây giờ bị mụ già vạn linh thánh mẫu kia nhìn chằm chằm. Hắn mới đành chịu. Vào dãy núi Vân Lôi là cách duy nhất, nếu không thì chỉ có thể bị bà ta giết chết. Thằng nhóc thối, bớt nói nhảm đi, nếu vi sư đã bảo con vào đây đương nhiên là có lý do, xung quanh dãy núi Vân Lôi đều là sấm sét, với người khác khó nhưng với con, ta nói có thể vào được sâu bên trong thì nhanh vào đi. Vân Thiên Tà thúc giục. Chỉ bằng một ý nghĩ, vèo một cái, Dương Bách Xuyên đã xuất hiện trong khu vực mây mù của dãy núi Vân Lôi. Hắn bước vào không chút do dự. Trong lòng cảm khái thần thông thuấn đúng là thần kỳ, trước khi tiến vào mây mù Dương Bách Xuyên cảm nhận được không khí xung quanh không ngừng dao động, hắn nheo mắt lại, vội vàng tiến vào sâu bên trong. Hắn vừa rời khỏi chỗ đã có tiếng nổ vang, chắc là vạn linh thánh mẫu đang tấn công. Dương Bách Xuyên cũng giật mình, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nếu không có lão đầu chỉ dẫn, cộng thêm thần thức mạnh. Tốc độ nhanh, hắn sợ là mình lại hộc máu. Bị vạn linh thánh mẫu đánh trúng,
hộc máu tới hai lần rồi. Hắn vừa bước vào mây mù, dùng chỉ xích thiên nhai công bỏ chạy, vừa chửi mắng, mụ gia, bà cứ đợi đấy, đợi tiểu gia đây rời khỏi núi, ông đây sẽ là người đầu tiên diệt thánh địa vạn linh của bà. Trong mây dù thần thức bị ngăn cách, không thể sử dụng thuấn di, nhưng dùng thân pháp thì không thành vấn đề, tầm nhìn chỉ có 3 mét, Dương Bách Xuyên tiếp tục di chuyển vào sâu trong đám mây mù. Vạn Linh Thánh Mẫu nghe thấy giọng Dương Bách Xuyên phát ra từ sâu trong mây mù, bà ta hận tới nghiến răng, sau đó cũng bước đuổi theo. Nhưng chỉ cần đi vào mây mù ở dãy núi Vân Lôi, mọi người sẽ giống như mù đường, cũng không thể sử dụng thần thức. Đuổi theo hồi lâu, sấm sét từ trên cao đánh xuống ầm ầm, Vạn Linh Thánh Mẫu không dám dừng bước, lúc sau thì đã mất dấu Dương Bách Xuyên. Hơn nữa dãy núi Vân Lôi dài cả vạn dặm, khắp nơi bị mây mù che khuất. Nơi này quanh năm đều có sấm sét bao phủ, càng đi sâu vào trong thì sấm sét càng mạnh, cho dù là cảnh giới phi thăng tiến vào thì cũng sẽ bị đánh thành cho bụi, hiện tại bà ta đã không dám vào trong nữa. Sấm sét xuất hiện ngay trước mặt, Vạn Linh Thánh Mẫu dừng bước. Bà ta cũng không có cách nào, chỉ đành ra khỏi mây mù. Nhưng cũng tin Dương Bách Xuyên đừng mơ sống sót, dãy núi Vân Lôi được xưng là nơi nguy hiểm của tu chân giới. Sấm sét ở đây không hề yếu hơn thiên kiếp, hơn nữa còn có những thứ khác, nghe đồn dãy núi Vân Lôi chính là một di tích cổ, có đại trận thượng cổ, cho dù là tiên nhân đi vào thì cũng phải chết ở đây. Huống chi là Dương Bách Xuyên. Đứng ở rìa mây mù nhìn sấm sét cuồn cuộn bên trong, mặc dù Vạn Linh Thánh Mẫu không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Dương Bách Xuyên chạy mấy chục dặm mới nghỉ thở dốc, đột nhiên sấm sét xuất hiện dày đặc, trong nháy mắt đã cuốn lên người hắn. Sấm sét đánh xuống mà không hề báo trước, lúc đầu Dương Bách Xuyên cũng bị dọa hết hồn, căn bản là không kịp phản ứng. Sấm sét ầm ầm bổ xuống, toàn thân hắn tê dại, mái tóc bạc trắng cũng cháy khét. Nhưng mà so sánh với uy lực của thiên kiếp cửu cửu, chút sấm sét này hình như cũng không ghê gớm lắm. Hơn nữa sau khi phụ tinh thuộc tính lôi điện trong cơ thể vận chuyển, hút toàn bộ sức mạnh lôi điện vào bên trong, thoáng chốc đã được hóa giải. Những sấm sét này nhìn thì có vẻ hung dữ nhưng khi bổ xuống cơ thể hắn thì cũng chỉ có như vậy, cơ thể hắn không hề bị thương tổn. Sững người một lúc, Dương Bách Xuyên toét miệng cười, lão đầu, bây giờ thân thể của con là cấp bậc gì vậy? Sau khi trải qua thiên kiếp cửu cửu, Dương Bách Xuyên phát hiện thân thể mình đã sớm đột phá qua lưu ly, còn cụ thể như thế nào thì hắn không biết, lúc này mới bắt đầu hỏi lão đầu. Sở dĩ quái thai tuyết tàng mạnh như vậy là vì thân thể có thể đạt tới cảnh giới nhục thể thuần dương dưới sự tôi luyện của thiên hỏa, còn độ qua thiên kiếp cửu cửu đột phá thân thể lưu ly đỉnh phong, hiện tại đã là nhục thể thuần dương rồi, nhưng mà chỉ ở cấp sơ kỳ, cần phải nâng cao, khi đạt tới đỉnh phong thì sẽ không sợ thiên hỏa đốt cháy, cũng không sợ sấm sét đánh xuống. Thế nên hiện tại đối mặt với số sấm sét này, cho dù không chống cự, chỉ cần thân thể đơn thuần cũng không thành vấn đề. Nhưng đừng có vui mừng quá sớm, dãy núi Vân Lôi được xưng là nghìn vạn dặm, càng vào sâu bên trong thì uy lực của sấm sét càng mạnh, có những lôi điện không hề thua kém thiên kiếp cửu cửu, thậm chí còn có cả thiên lôi. Dãy núi Vân Lôi tồn tại đã lâu, ở thời đại của vi sư thì ngọn núi này cũng rất thần bí, vô số tu sĩ cảnh giới phi thăng đã mất tích ở đây, nghe đồn còn có cả tiên nhân chết trong đó con vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vân Thiên Tà khuyên bảo. Lão đầu. Nơi này nguy hiểm như vậy, làm thế nào bây giờ, con cũng đâu thể vừa ra khỏi Thái Hoang đã bị nhốt ở trong dãy núi Vân Lôi đúng không? Ra ngoài thì có mụ già Vạn Linh Thánh Mẫu, vào trong thì có sấm sét cường đại đánh chết được tiên nhân, lẽ nào con phải ở trong này? Dương Bách Xuyên nói. Ha ha, vi sư không nói quá đâu, với người khác thì đây là cấm địa, nhưng với con thì có vi sư thì nơi này giống như vườn hoa sau nhà, đi thôi, vi sư chỉ điểm, cho con một bất ngờ lớn. Vân Thiên Tà đắc ý nói. Dương Bách Xuyên nghe lão đầu nói vậy, rõ ràng là còn có ý khác, có vẻ như lão đầu rất quen thuộc với nơi này. Trong lòng khẽ động, lão đầu, đừng có nói nửa vời như thế, có phải người rất quen thuộc nơi này không? Hỏi nhiều thế làm gì, cứ đi về phía trước là được. Vân Thiên Tà không nói nhiều. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên giống như bị mèo cào, bắt đầu quấn lấy hỏi. Vân Thiên Tà hết cách. Lúc này mới lên tiếng, được rồi, vi sư sợ con luôn, nói cho con biết vậy. Nhanh nói Dương Bách Xuyên không đợi được nữa, bây giờ nghĩ lại,
chẳng trách lúc bị mấy trăm người của thánh địa đuổi giết, hắn chạy về dãy núi Vân Lôi, lão đầu cũng không nhắc nhở, nếu không thì một nơi được xưng là khu vực nguy hiểm của tu chân giới, sư phụ hắn đã sớm cảnh báo rồi. Ngay sau đó Vân Thiên Tà nói, có nhớ sau khi con tới tu chân giới, vi sư đã nói có đồ muốn tặng cho con, để dùng sau khi tu vi đạt tới cảnh giới hợp thể không? Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ, hình như là có chuyện này, nhưng thời gian đã lâu như vậy, hắn cũng quên rồi, hôm nay lão đầu không hỏi thì hắn cũng chẳng nhớ. Người đừng có nói là dãy núi Vân Lôi đấy chứ, Dương Bách Xuyên trợn to mắt nói. Chứ sao nữa? Nơi này không phải cấm địa của tu chân giới à? Sao lại giống như võ đường của người thế? Dương Bách Xuyên không tin. Vân Thiên Tà hừ lạnh, tiểu tử thối, nhớ kỹ đây, thỏ khôn có ba hang, vi sư đường đường là thập nhị kiếp tán tiên, có một sân sau ở đây thì tính là gì? Huống chi ở tu chân giới này vi sư có ba chỗ, nơi này chỉ là một trong số đó, đương nhiên đây chỉ là một điểm dừng chân ngẫu hứng của vi sư mấy vạn năm trước. Đây là chuyện của năm, sáu vạn năm trước, nơi này vẫn là bộ dáng như bây giờ, kéo dài hàng nghìn vạn dặm, khắp nơi đều bị cháy đen, sấm sét bao phủ quanh năm, đối với tu chân giả mà nói thì đây quả thật là một nơi vô cùng nguy hiểm. Vi sư là tán tiên chí tôn, ở tiên giới cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, nơi gọi là nguy hiểm ở tu chân giới thì có tính là gì, lúc tu vi của vi sư còn chưa cao, ta đã muốn tìm hiểu Vân Lôi. Năm, sáu vạn năm trước đúng lúc đi ngang qua nơi này bèn tiến sâu vào Vân Lôi. Nhưng nơi này đã bị vi sư phát hiện ra bí mật, toàn bộ dãy núi Vân Lôi kéo dài nghìn vạn dặm đều cháy đen như đất, nhưng sau khi vi sư vào sâu bên trong mới phát hiện, cách xa trung tâm vạn dặm có một vùng đất linh khí nồng đậm, núi non tràn đầy sức sống, có thể so sánh với tiên cảnh. Đương nhiên, năm đó vi sư cũng đã tốn rất nhiều công sức mới vào được nơi đó. Thật ra ở thời kỳ thượng cổ dãy núi Vân Lôi này là chỗ của một vị tiên, người này am hiểu khống chế sức mạnh sấm sét, thế nên mới có dãy núi Vân Lôi được mây mù che khuất, sấm sét bao phủ như hiện tại. Nhưng khi vi sư tiến vào, bên trong đã không còn tiên nhân nữa, chỉ còn lại không gian trống trải, ói trống không thì cũng chưa đúng, bên trong còn có một thú Vân Lôi nên những sấm sét, mây mù này mới có thể kéo dài tới bây giờ. Đối với tu chân giả mà nói thì nơi này cực kỳ nguy hiểm. Nói không ngoa thì, nếu như tiên nhân cấp thấp vào trong thì sẽ bị thú Vân Lôi điều khiển đại trận, giết chết một cách dễ dàng, huống chi là tu chân giả cảnh giới phi thăng. Năm đó, lúc vi sư vào bên trong, mặc thù thú Vân Lôi chỉ là ấu thú nhưng tu vi đã đạt tới phân thần cảnh, năm sáu vạn năm trôi qua, cũng không biết nó còn tồn tại hay không, đi thôi, sau khi chúng ta vào trong, con cũng yên tâm ở đây, vi sư đã từng tính tu ở đây 100 năm, lúc rảnh rỗi cũng viết chút cảm ngộ tu đạo. Bên trong còn có ấn ký tu luyện của cổ tiên, rất có ích cho con. Vân Thiên Tà giảng giải cho Dương Bách Xuyên nghe chuyện hàng vạn năm trước mình đã tới nơi này, hai thầy trò vừa đi vừa trò chuyện, có lão đầu dẫn đường, Dương Bách Xuyên tránh được rất nhiều lôi kiếp đánh xuống. Nhưng hắn cũng bước đi trong nỗi sợ hãi, càng đi sâu vào dãy núi Vân Lôi, sức mạnh của sấm sét càng mạnh. Sau 10 ngày, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tới được trung tâm mà sư phụ nói. Lôi điện ở nơi này đã vượt qua uy lực của thiên kiếp cửu cửu, khiến hắn sợ không nói nên lời. Sấm sét cấp độ này quả thật là đủ để đánh chết tiên nhân, quá mạnh, hắn có lão đầu chỉ điểm đi qua trận pháp, lôi điện gần như lướt trên đầu hắn. Theo như cách nói của lão đầu thì dãy núi Vân Lôi kéo dài nghìn dặm nhưng lại bị bao phủ bởi mây mù, thật ra đó đều là trận pháp, có trận pháp thì sẽ có sấm sét, nếu như không hiểu rõ trận pháp thì đừng nghĩ tới chuyện tiến vào, trải qua 10 ngày. Hắn nhìn thấy vô số hài cốt. Có lẽ là những tu sĩ tới dãy núi Vân Lôi thám hiểm. Nhưng đều bị sấm sét vô cùng cường đại biến thành xương khô. Nhìn sấm sét xuất hiện có quy luật dày đặc ở trước mặt, hình thành một kết giới lôi điện cường đại, nó giống như một màng nước chắn, mỗi một tia lôi điện đều có uy lực mạnh hơn lôi kiếp cửu cửu. Đứng ở vị trí lão đầu chỉ định, Dương Bách Xuyên miệng lưỡi khô khốc nói. Lão đầu người xác định là xuyên qua cái kết giới lôi điện kia sao? Đương nhiên, nơi mà vi sư nói là ở sau bức chắn lôi điện này, vào trong con sẽ thấy được tiên cảnh linh khí vạn dặm, đó chính là nơi của vị cổ tiên kia. Vân Thiên Tà nói. Làm sao để vào? Dương Bách Xuyên hỏi. Vân Thiên Tà cười gian, đương nhiên là vọt vào. Dương Bách Xuyên nghe xong liền cắn răng nói, được, liều vậy.
Vừa nói, hắn vừa vận chân nguyên, định xông vào kết giới lôi điên. Dừng dừng dừng, Vân Thiên Tà vội vàng lên tiếng. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã bước một chân ra ngoài, nghe lão đầu gọi thì vội vã dừng bước, lại làm sao nữa? Ha ha, đồ ngốc, con thật sự cho rằng cứ vậy xông vào là được à? Vi sư đùa với con thôi, nếu con lao đầu vào đó, ha ha, đừng nói là con, cho dù là phi thăng cảnh siêu việt hay địa tiên tứ chuyển thì cũng biến thành cho thôi. Vân Thiên Tà cười nói. Dương Bách Xuyên trợn mắt, toát mồ hôi lạnh, sau đó tức giận, lão đầu chết tiệt, có ai như người không chứ? Vừa rồi hắn tưởng thật, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Ha ha, được rồi, vi sư chỉ đùa thôi mà, bây giờ ta sẽ truyền cho con một đoạn mật pháp, con thử xem, ha ha. Đang nói, Vân Thiên Tà giống như nhớ ra một câu chuyện cười nào đó, không nhịn được cười lớn. Dương Bách Xuyên vẫn luôn cảm thấy lúc này lão đầu nhà mình rất gian xảo, nghe là biết không phải chuyện gì hay ho. Là gì, người nhanh nói xem nào. Dương Bách Xuyên không kiên nhẫn. Sư phụ nghiêm túc nói, con hô to tiểu xuyên tử ngoan ngoãn giữ cửa mở cửa, thì cái chắn lôi điện sẽ biến mất. Dương Bách Xuyên nghe bí pháp của sư phụ, suýt nữa ngã dập đầu xuống đất, sau đó tức giận nói, sư phụ thối, người có ý gì? Sao người không nói thỏ con ngoan ngoãn giữ cửa mở cửa? Dương Bách Xuyên nghe ra được sư phụ đang trêu chọc mình. Khụ khụ, tiểu tử thôi, tất cả là trùng hợp thôi, thật sự, thú Lôi Vân là kẻ đã thao tác kết giới lôi điện này. Đây là một con dị thú ra đời từ lôi điện, năm đó sau khi vi sư thu phục nó, vẫn luôn gọi nó là tiểu xuyên tử, từ đó thú Vân Lôi tên là tiểu xuyên tử. Chuyện này bình thường mà, ai bảo trong tên của con cũng có chữ xuyên chứ? Vi sư không đùa con, thử đi là biết ngay. Vân Thiên Tà nhịn cười, nói. Thật sự, Dương Bách Xuyên vẫn không tin. Tin hay không tùy con, Vân Thiên Tà nói. Được, vậy tin người một lần. Nói xong, Dương Bách Xuyên hít sâu, hét to, tiểu xuyên tử ngoan ngoãn giữ cửa mở cửa. Ầm ầm ầm. Sau khi Dương Bách Xuyên hô xong, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó kết giới lôi điện biến mất. Mây mù bắt đầu quay cuồng. À thật thần kỳ, Dương Bách Xuyên nói thầm, lần này hắn tin tưởng sư phụ không đùa hắn. Gào gào. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Mây mù quay cuồng, một con thú có hình thể vô cùng khổng lồ, cao 2 đến 30 mét, giống như một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong mây mù. Ngay sau đó mây mù biến mất, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nhìn rõ thứ trước mắt. Có lẽ đây là thú Vân Lôi mà sư phụ nói. Nhưng sau khi nhìn thấy nó thì Dương Bách Xuyên đơ người, hắn dùng sức xoa mắt, tưởng mình bị hoa mắt. Quái vật khổng lồ này vượt xa dự đoán của hắn. Nếu không phải đang ở tu chân giới, hắn còn tưởng mình đang ở nước địa cầu. Sư phụ, đây là thú Vân Lôi. Dương Bách Xuyên lắp bắp hỏi. Đúng vậy, mấy vạn năm không gặp. Tu vi tăng một ít Vân Thiên Tà vừa mới nói chuyện thì thú Vân Lôi di chuyển. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, nhìn kiểu gì cũng giống gấu trúc ở địa cầu, chỉ khác ở hai chỗ. Đầu tiên là sự khổng lồ, hình thể của gấu trúc không lớn như ngọn núi nhỏ, rất đáng yêu. Thứ hai, so với gấu trúc, sau lưng thú Vân Lôi có một đôi cánh chim trong suốt. Nói trắng ra, ở trong mắt Dương Bách Xuyên, thú Vân Lôi là một con gấu trúc khổng lồ có đôi cánh trong suốt. Tiếng gầm như sấm nổ, kinh sợ lòng người. Theo lời kể của sư phụ, đây là sủng vật mà sư phụ thu phục 5-6 vạn năm trước. Nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ dị thú hay sủng vật được sư phụ nhìn chúng đều không hề tầm thường. Cho nên hắn không dám khinh thường. Sau tiếng cảm thán của sư phụ, đột nhiên con gấu trúc khổng lồ cúi đầu, đi về phía Dương Bách Xuyên, cả người lóe tia điện. Vô số tia chớp vờn quanh thú Vân Lôi. Thấy vậy Dương Bách Xuyên vô cùng khiếp sợ. Vô thức lùi về sau. Nhưng sư phụ lại nói, tiểu tử thối, đừng sợ, tiểu xuyên tử chỉ muốn gần gũi với con mà thôi. Dương Bách Xuyên lắp bắp nói, sư phụ thối, đừng lừa con đó. Nhìn lôi điện vần quanh người thú Vân Lôi, cùng với hình thể khổng lồ của nó, Dương Bách Xuyên cảm thấy da đầu vô cùng tê dại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.